xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tin học đông phương và trong video ngày hôm nay thì phương sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo được một cái hóa đơn bán hàng trên excel từ cơ bản đến chuyên nghiệp để các bạn có thể áp dụng vào trong cửa hàng của mình thì trong video này thì các bạn có thể làm được những gì thì trước tiên phương sẽ à, demo cho các bạn một cái file sau khi hoàn thành trước sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết thực hiện được cái file này nha rồi các bạn hãy nhìn trên màn hình đây à, trong cái hóa đơn bán hàng này chúng ta sẽ có bốn sheet đó là sheet list hàng khách hàng hóa đơn và tổng hợp bán hàng à, thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn à, tạo được à, những cái form này từ một cái trang một cái file Excel trắng nha nội dung của video này rất dài cho nên à, cái mục lục à, các cái cái phần mà mình sẽ thực hiện thì mình có để cái mục lục dưới phần miêu tả nếu như các bạn à, muốn truy cập nhanh thì bấm vào ở dưới đó ha rồi cái list hàng này để chúng ta khai báo được cái mã hàng tên hàng đơn vị tính giá xuất, gia nhập và phần ghi chú. À, tiếp theo cái phần khách hàng để để chúng ta lưu được cái thông tin khách hàng mà chúng ta cần quản lý. À, tiếp theo nữa cái phần hóa đơn thì à, chúng ta sẽ tạo được cái form như này. Trên đây là phần thông tin, bên đây là số hóa đơn, ngày tháng, à, hóa đơn bán lẻ, à, tên địa chỉ khách hàng và ở cuối cùng đây chúng ta sẽ có phần tổng cộng và chúng ta cài cái in à, đọc số chuyển số thành chữ, yeah và tiếp theo một cái xích gọi là xích tổng hợp bán hàng để chúng ta lưu những cái hóa đơn mà chúng ta đã à, đã xuất vào để phục vụ sau này chúng ta tính nhập xuất tô hoặc là báo cáo rồi bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem cái tính năng ha à, đầu tiên thì cái số hóa đơn này à, khi mà chúng ta bấm reset á, thì cái số hóa đơn này là sẽ trở thành hóa đơn mới nhất hiện tại trong cái tổng hợp bán hàng chúng ta tới hóa đơn thứ bảy thì trong cái số hóa đơn này nó sẽ là số 8 nó sẽ là tiếp theo có nghĩa là tự động và ngày thì nó sẽ lấy là ngày ngày hiện tại được chưa và tên khách hàng này thì chúng ta sẽ chọn à, chọn chúng ta kích để chúng ta chọn những danh sách khách hàng những khách hàng mà chúng ta đã lưu vào trong danh sách giả sử như ở đây mình chọn khách hàng một thì tự động nó sẽ hiển thị cho chúng ta là điện thoại địa chỉ và và ghi chú ở đây khách hàng ở đây đó còn trong trường hợp mà ví dụ như một khách hàng mới thì các bạn có thể từ gõ khách hàng mới ở đây Giả sử như, giả sử như ở đây mình sẽ cho nó là ví dụ như là anh anh Long à, quận quận 7 đi. Đó. Nha. Và mình nhập số điện thoại của anh anh Long vào. Và nhập địa chỉ ví dụ như là Hồ Chí Minh. Đó, thì khi mà mình thêm khách hàng mới như này và mình lưu à, lưu hóa đơn thì cái thông tin này tự động nó vào trong cái, cái, cái list khách hàng luôn mà chúng ta không cần phải thêm trước như vậy thì chúng ta đã tiết kiệm được một bước rồi đó rồi bây giờ chúng ta chỉ, giả sử chúng ta xuất một vài hàng hóa xem sao ha thì khi mà xuất hàng thì mình chỉ cần kích vào đây để mình chọn mã hàng thì tự động nó sẽ hiển thị tên hàng à, đơn vị tính số lượng chúng ta nhập vào và đơn giá đơn giá này là đơn giá có sẵn trong cái list này tuy nhiên chúng ta cũng có thể là thay đổi giá ở đây mà nó không ảnh hưởng gì hết à, ví dụ như ở đây giá 100 ngàn chúng ta không muốn chúng ta sửa lại 90 ngàn đó thì nó ra thành tiền rồi ví dụ như ở đây mình sẽ chọn một sản phẩm nữa 20 giá để mặc định được chưa rồi sau đó thì chúng ta sẽ có ở dưới đây chúng ta kéo xuống thì nó sẽ ra tổng cộng và nó đọc bằng chữ chúng ta luôn nè các bạn hình dung không rồi sau đó mình sẽ bấm nó sẽ có nút lưu và in lưu không in và nút reset để chúng ta reset cái à, cái hóa đơn của chúng ta thành mới thì bây giờ mình sẽ lưu và in sẽ xem sao nha bấm lưu và in rồi yes rồi nó sẽ lưu ra một cái hóa đơn dạng trang A4 cho mình Đó thì đây là cái hóa đơn mà chúng ta đã được in ra nó bao gồm tất cả những thông tin mà chúng ta đã nhập vào và một cái điều hay nữa là à, trong cái hóa đơn của mình đó, nó có rất là nhiều dòng và ở đây mình cho nó 15 dòng. Tuy nhiên, trong cái hóa đơn mình in ra thì nó chỉ hiển thị những cái dòng mà đã có sản phẩm thôi, nó ẩn bớt những cái nó tự động ẩn bớt những cái dòng mà chúng ta trống. Như vậy thì làm cho chúng ta cái hóa đơn chúng ta nó chuyên nghiệp hơn. Đó, các bạn hiểu không? Rồi, đó là lưu và in và tương tự lưu không in. Lưu không in thì chúng ta chỉ lưu thôi và không in. Thì dữ liệu chúng ta lưu nó sẽ vào cái tổng hợp bán hàng đây. Đây, hóa đơn số số 8 mà chúng ta vừa làm. Đó, các bạn không? Rồi, sau khi chúng ta lưu xong thì chúng ta cũng có thể dễ dàng in lại hóa đơn, sửa xóa. ví dụ như hóa đơn số 8, chúng ta muốn lót lại hóa đơn số 8 chúng ta bấm số 8 vào đây, chúng ta bấm enter. Thì tự động nó ghi là đã lót lại hóa đơn và cái hóa đơn của chúng ta đã lót ra đây và chúng ta có thể sửa lại. Giả sử như ở đây chúng ta không muốn 10 sản phẩm nữa mà chúng ta muốn 5 thôi, hoặc là chúng ta có thể thêm một sản phẩm số 4 nữa. Đó ví dụ như chúng ta nhập năm sản phẩm số 4 rồi và chúng ta bấm lưu cập nhật ở đây hoặc là chúng ta in lại hóa đơn bây giờ chúng ta bấm lưu cập nhật thử xem sao nha lưu cập nhật bấm yes đó thì cái số hóa đơn số 8 của chúng ta nó đã thay trở thành là ba dòng rồi chứ không phải là hai dòng nữa đã nó lưu cập nhật những cái hóa đơn mà chúng ta cần sửa hoặc là chúng ta muốn in lại thì sao chúng ta bấm số 8 này nó sẽ lót lại hóa đơn và chúng ta bấm in lại hóa đơn thôi đó. và cũng có một cái chức năng đó là xóa đơn khi chúng ta nhập số hóa đơn số 8 này mà chúng ta không muốn nữa chúng ta có thể bấm xóa đơn này ở đây chúng ta bấm xóa đơn và chúng ta bấm yes là đã xóa xong như vậy thì qua cái sheet hóa đơn bán hàng tổng hợp bán hàng này thì số hóa đơn số 8 đã đã được xóa đi rồi ha như vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng phần từng phần mà để chúng ta làm được cái hóa đơn này và mục mình sẽ có những cái mục lục của cái phần đó trong phần mô tả các bạn có thể là kích vào đó để di chuyển tới cái phần mà chúng ta các bạn cần học nha rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học thôi các bạn mở cho mình một cái trang Excel trắng như thế này và mình lưu lại luôn các bạn bấm nút save ở đây và mình sẽ lưu vào document và mình đặt cái tên ở đây mình ghi là hóa đơn bán hàng đơn bán hàng đó. và các bạn lưu ý một điều là mình sẽ đổi lại cái đuôi ở cái chỗ đây mình sẽ đổi lại là nó là đuôi XLSP nha mình lưu là cái đuôi này à, cái này mình đang sử dụng Office 365 còn nếu các bạn à, mà sử dụng Office khác á, thì khi mình lưu nó sẽ ra một cái cửa sổ như thế này đây cái sổ như thế này thì các bạn chọn cái self style này các bạn chọn cho mình là cái đuôi XLSP nha đó rồi sau đó mình đặt tên ở đây và mình lưu lại thì ở đây mình lưu lại trong thư mục document và các bạn xem luôn đó. nhớ nha các bạn phải lưu lại là xlsp để nó lưu cái macro và sau này sau này mình sẽ viết nha rồi à, đầu tiên thì các bạn chọn cái phong chữ với mình à, ở đây mình à, có cái phong chữ mặc định của mình mình chỉnh là oreo rồi thì mình thích cái phong này à, và cơ chữ là 12 còn nếu các bạn chưa chưa cơ chỉnh đó, thì các bạn có thể kích vào cái cái góc này đó để mình chọn hết bản tính sau đó mình sẽ làm gì mình đổi phong ở đây ví dụ như một số bạn thích tham roman thì mình gõ đây bấm enter hoặc là phong chữ cỡ chữ 13 thì mình cũng có thể sửa ở đây được nhưng mà mình thích là phong từ Arial nha rồi à, chúng ta sẽ đổi lại tên sheet ở đây đó là sheet hóa đơn mình đặt tên ha chúng ta sau này chúng ta còn nhiều sheet nữa cho nên đặt tên để chúng ta dễ nhận diện nha rồi à, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái form hóa đơn trước à, form hóa đơn thì chúng ta sẽ đợi dành tám cái dòng ở trên này để chúng ta ghi cái tiêu đề ví dụ như tên công ty điện thoại khách hàng gì đó chúng ta sẽ bắt đầu từ dòng thứ 9 đó là trong hóa đơn chúng ta sẽ bao gồm là cột số thứ tự tiếp đó là cột tên hàng à, mã hàng chứ mã hàng nếu mà các bạn không cần mã hàng thì các bạn có thể bỏ cột này đi không 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 dùng cột này tiếp tục là tên hàng rồi đơn vị tính rồi số lượng đúng không? Số lượng thì chúng ta ghi SL được rồi. Ok. đơn giá, số đơn giá trước. Đơn giá. Hoặc là các bạn các bạn có thể số lượng của đơn giá cũng được, các bạn tùy ha. Rồi thành tiền và cột cuối cùng nó là ghi chú. Đây tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉ chỉnh cái đồ rộng vậy nó, số thứ tự. Đây. Mã hàng. Mã hàng thì nhỏ thôi, tên hàng thì nó lớn lên xíu. Rồi cột đơn vị tính thì cũng nhỏ thôi. Số lượng đơn giá thanh tiền và ghi chú như này rồi ra rồi sau khi chúng ta đã có những cái cột này đây là những cái cột mà cơ bản trong cái hóa đơn bán bán lẻ cũng ví dụ như các bạn mà à, trong cửa hàng của mình đó, có những cột thêm những cột gì đó thì các bạn cũng tự động thêm thôi ví dụ như là gì à, nó có là cột chiếc khấu này là tiền chiếc khấu đó à, ví dụ như các bạn có thể muốn thêm vài cột nữa thì các bạn cũng tương tự ha rồi à, sau đó chúng ta sẽ thêm cái phần tiêu đề ở trên đây à, Ví dụ như ở đây à, Ngay chỗ A1 này mình ghi là à, Công ty à, Cổ phần à, Hay là cửa hàng Vật liệu xây dựng đi ha Xây dựng XIS Đó ví dụ như thế Rồi ở đây là gì Địa chỉ Điện thoại trước Thì Ví dụ như là Đó Rồi địa chỉ Ví dụ như là À, quận 1 thành phố hồ chí minh à, hồ chí minh đó vì như thế rồi ở đây là chúng ta ghi là chuyên kinh doanh kinh doanh vật liệu xây dựng sắt thép nhôm kính ví dụ như thế à, rồi ở phần bên này thì chúng ta sẽ có là gì à, ở dưới này chúng ta sẽ có là gì à, tên khách hàng tên khách hàng à, ở đây chúng ta sẽ có là địa chỉ rồi bên này chúng ta sẽ có là gì điện thoại để khách hàng điện thoại ở chỗ này đi rồi ghi chú đó chúng ta gồm thông tin ở trên tiêu đề này thì chúng ta có cái, cái thông tin như này à và chúng ta thiếu một cái quan trọng đó là chúng ta chèn ra chèn đây ra hai dòng chúng ta thiếu một cái quan trọng đó là cái tiêu đề của cái hóa đơn của mình à, chúng ta bôi đen từ cục A6 cho đến H6 chúng ta trộn ô lại và chúng ta ghi là gì hóa đơn bán lẻ đó và chúng ta sẽ cho cái hóa đơn bán lẻ này nó lớn lên chút cho đậm và lớn lên chút rồi ok rồi bây giờ chúng ta um, cái tên khách hàng này thì chúng ta ghi vào cái cục C điện thoại thì chúng ta ghi vào cục G cục H tương tự ghi chú cũng thế người ta nói trộn ô lại gh đó và chúng ta sẽ kể cho cái khung kể cái khung của cái hóa đơn của mình thì uh, bây giờ hiện tại cái hóa đơn của mình giả sử mình cho nó là 10 dòng này ha 10 dòng chúng ta đánh số thứ tự vào 10 dòng à, ví dụ như các bạn mà xuất mà nhiều á thì các bạn có thể cho 20 dòng hoặc là 30 dòng hoặc là 100 dòng mà tùy mình À, tuy nhiên ở đây để à, cái form hóa đơn mình gọn để mình mình à, mình hướng dẫn cho nó dễ thì mình chỉ chọn 20 dòng thôi nha Đây ở dưới đây nó sẽ có một cái dòng gọi là dòng tổng cộng tổng cộng rồi và ở đây nó sẽ có là bằng chữ luôn tiền bằng chữ luôn bằng chữ bao nhiêu đó à. rồi bây giờ chúng ta sẽ định dạng kệ khung cho cái cái form hóa đơn này chúng ta bôi đen như này và mình vào đấy mình chọn là operator đó rồi à, tuy nhiên thì các bạn thấy á, để cho nó đẹp thì những cái dòng này này mình sẽ cho cái đồ rộng nó lớn hơn một xíu ha màu đen này người ta kéo ra đây sau đó mình sẽ dùng cái công cụ này để mình chỉnh cho cái à, cái 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 chữ nó nằm ở giữa ô và mình cho cột số từ tự nó canh giữa và cho cái tiêu đề này cho nó canh giữa và cho nó đậm lên được chưa rồi sau đó mình sẽ vào một cái view Mình bỏ cái grid line này đi Grid line này đó. Thì các bạn thấy là khi mà mình bỏ grid line Thì cái đường lưới nó bị ẩn đi rồi Nó không có đường lưới nữa Thì cái hóa đơn của mình nó rất là đẹp Các bạn thấy không Đó yeah. Rồi cái tổng cộng thì mình sẽ cho một cái khung ở đây à, Mình cho một cái khung lên như này Đó và tổng cộng thành tiền thì chúng ta sẽ cho một cái ô tổng cộng thành tiền ở đây bằng sum của cái tiền này đóng ngược lại enter bây giờ và bằng chữ của chúng ta cũng cho như thế đây outside border rồi bằng chữ à, chúng ta thiếu một cái rồi chúng ta thiếu hai cái luôn à, đó là số hóa đơn và ngày thì số đơn thì chúng ta cho số ở đây số trên uh, trên đầu tiên đây số và và ngày đó chúng ta bôi cái này chúng ta cho nó canh canh phải và số ví dụ như số 01 ở đây và số 1 đi ha ngày và là ngày hôm nay chúng ta bấm cần tròn dẻo chấm phải ra ngày hôm nay ví dụ như thế và số này chúng ta sẽ hai cái này luôn chúng ta cho nó nằm bên, bên trái rồi ok như vậy thì cơ bản thì chúng ta đã tạp xong cái form hóa đơn bán lẻ à, bây giờ chúng ta cho nó chúng ta định dạng lại một xíu cho nó đẹp chút nha chúng ta cho cái này đậm này cho lớn lên chút để nó nhấn mạnh cái tên cửa hàng của mình có thể cần thiết thì các bạn có thể trộn ô từ A1 cho tới ô cũng được trộn ô lại à các bạn có thể bôi đen như thế này bốn dòng luôn sau đó chúng ta vào cái mặt center này mình cho là mẹ Across đó thì nó sẽ trộn một một lúc là bốn dòng bây ra ví dụ như tên của các bạn dài thì nó sẽ ra đây đây à, nó không có qua chữ g là không qua cục g là được ha là mình chỉnh sao mà cái, cái tiêu đề mà nó đẹp là được rồi bây giờ bước cuối cùng nữa là mình sẽ chỉnh cho nó vừa trong trang in cái này mình cũng cho nó rộng cái dòng ra rồi cho nó đây bây giờ mình sẽ cho cái cái này nó vừa cái trang in A4 của mình à, chúng ta chọn là file chọn print đó thì các bạn thấy là ở đây à, thiếu cái cổ ghi chú rồi chúng ta bấm vào cái nút đây show margin này để chúng ta kéo cái lề của chúng ta ra đó kéo cái lề hóa đơn này ra Kéo ra Làm sao cái cục ghi chú nó vô là được nha các bạn Kéo này lên À cái cột ghi chú vẫn chưa vào đúng không Thì mình chỉ nhói cục ghi chú nó lại à, Đó thì các bạn thấy cái đường này nó nằm trong này là được Đó yeah. Như vậy thì cái hóa đơn của mình là 10 dòng à, Ok bây giờ mình có thể thêm vài dòng nữa đi Ví dụ 15 dòng Mình sẽ bôi đen 5 dòng trên đây Chúng ta phải chuột chúng ta insert Đó, mình cho 15 dòng luôn lỡ mà ví dụ như là mình xuất cái hóa đơn ở nhiều nhiều hơn 10 10 sản phẩm thì mình cũng có chỗ để mình mình xuất kéo xuống rồi dư dư một dòng rồi ha số dòng đây 15 dòng đây rồi mình vào xem trước cái in ra Bring. ok như vậy là chuẩn rồi các bạn ha trong vài phút thì mình đã tạo ra được một cái phơ bán hàng rất là đẹp muốn đẹp hơn nữa thì cho cái tiêu đề này nó tô một cái màu đi bây cho, cho cho nó tô cái màu này đó yeah. rồi à, khách hàng thì chúng ta sẽ gõ đây địa chỉ gõ đây tuy nhiên thì à, các bạn để ý là địa chỉ thường nó dài à, cho nên là cái địa chỉ này á mình để một ô như này là chúng ta không có gõ được hết cái địa chỉ nhiều cái địa chỉ nó dài lắm cho nên là mình sẽ nói ô trộn ô từ cái ô c cột d này qua đến cột cột e mình nói như này Trộm ô lại trong ô này rồi tên khách hàng cũng thế đó rồi ghi chú thì nó là cục gh là được rồi à, nếu như mà các bạn cảm thấy như là à, nếu mà địa chỉ nó dài hơn nữa thì chúng ta sẽ cho nó hai dòng chúng ta kéo rộng cái ô đi kia cái, cái, cái dòng địa chỉ này ra này thành hai dòng đó sau đó các bạn bôi cái này các bạn cho nó lên trên đó. và ở cái ô này chúng ta sẽ sử dụng chức năng test tương tự cái ghi chú cũng thế cái ghi, ghi chú này cũng như, cũng là grab test để khi mà để chi để ví dụ như các bạn gõ này các bạn, các bạn gõ dài quá đúng không thì enter thì các bạn thấy nó có hai dòng và ở đây mình cho nó cánh trái da đẹp ha tương tự cái này cũng cho cánh trái đó điện thoại thì thì không thể dài được rồi địa chỉ với ghi chú thì có thể dài cho nên là các bạn có thể cho là gì hai dòng được chưa đây là một số thủ thuật mà khi mà mình thiết cái form form á cho đẹp á rồi dòng 10 là mình cho nó nhỏ lại xíu rồi, ok. Cơ bản thì uh, cái form là như 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 này là ok rồi. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể là um, dành thời gian chăm chút nó hơn cho nó đẹp. À. Rồi. Uh, tiếp theo chúng ta sẽ um, đặt công thức cho những um, cái uh, uh, những cái cột tên hàng đơn vị tính này khi mà chúng ta chọn được mã hàng. Như vậy thì chúng ta cần thiết phải chúng ta có một cái list hàng có sẵn để khi mà chúng ta ừ, muốn bán sản phẩm này thì chúng ta chỉ kích chọn thôi chứ không, chúng ta không cần phải là gì không 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 cần phải gõ như vậy thì chúng ta tạo một cái sheet nữa gọi là sheet list hàng chúng ta kích vào đây và mình đặt chúng ta nó là list hàng ra rồi list hàng thì chúng ta kéo nắm kéo thả về cái sheet đầu này đi rồi list hàng thì ở đây trên ta ghi là cái gì danh sách sản phẩm tương tự thì cái cách chỉnh phong chữ cơ chữ thì các bạn cũng làm tương tự ha thì ở đây mình làm mặc định rồi chúng ta không cần chỉnh lại nhưng mà các bạn chưa chỉnh thì chỉnh lại đầu tiên thì chúng ta sẽ có là số thứ tự này đại gì là mã hàng chúng ta ghi thường đi mã hàng tên hàng rồi đơn đơn vị tính và chúng ta sẽ hóa đơn mã hàng thì chúng ta có là giá xuất và giá nhập giá xuất mặc định và giá nhập mặc định nha rồi chúng ta sẽ no trộn ô này lại và chúng ta đầm cái này lên rồi ok và số thứ tự này giả sử chúng ta gọi gõ trước là 100 mặt hàng để chúng ta kéo xuống đó gì như thế ha rồi ta canh dựa cho nó mã hàng giả sử ở đây À, công ty mình là có một vài sản phẩm như sau mình sẽ thêm à, ví dụ vô còn ở các bạn thì các bạn nhập cái công, cái sản phẩm của tên công ty mình vào vì như đây mẹ hàng mình có là sb 1 à, tên hàng nó là gì sản phẩm một à, đơn vị tính nó là gì đơn vị tính nó là cái đi ví dụ vậy giá xuất nó là 100 trăm ngàn đó ví dụ như thế giá nhập nó là gì 80 mươi ngàn mình ví dụ ha rồi mình cho khoảng là 10 sản phẩm từ sp 1 cho đến sp B10. Và sản phẩm đó là gì? Từ sản phẩm 1 cho đến sản phẩm 10. Tương tự đơn vị tính thì mình cho cái hết đi. Rồi cái này giá xuất cũng thấy kéo xuống. Mình chọn nó là Fusery để cho cái giá nó khác nhau, nó khác nó, khác một chút ha. Ăn kia này kéo xuống. Đó là ví dụ thôi. Rồi sau đó mình sẽ gì? Kể cái bảng cho mình. Cho cái danh sách này chúng ta kéo xuống tới cái Giả sử mình cho 100 sản phẩm thì mình, mình kéo tới dòng 100 đơn kể còn ví dụ các bạn có 1.000 thì các bạn kể tới 1.000 rồi ở đây mình sẽ chọn là gì đây và mình sẽ tô cái này đạm lên cho nó cái giữa luôn rồi cho cái màu cho một cái màu giờ ở đây mình cho cái màu này và cho cái chữ màu trắng cho cái chữ màu trắng Đấy chưa? À, cái màu này xấu không đẹp mình sẽ vô cái này mình chọn nó màu này đi chưa? và mình sẽ vào view mình chọn nó là gì bỏ cái grid line này đi đó thì các bạn thấy là bỏ đường lưới nó rất đẹp hơn nhiều Nghe chưa rồi mình sẽ chỉnh cho cái giấy nhập giá xuất nó là gì ngăn cách hàng ngàn à, chọn vô dấu chấm phải đây và cái chân này cho kênh giữa đó cái việc định dạng thì mình cứ các bạn rảnh thì các bạn vô định dạng cho đẹp thôi ở đây có một là ghi chú đó, ghi chú rồi nhiệm vụ của mình đó là mình đưa cái danh sách vào trong cái này để mình chọn thôi chứ mình không có phải gõ thì trong cái một mã hàng này để để khi mà mình kích vào mã hàng thì ra tên hàng thì đầu tiên mình phải đưa cái list đưa cái list hàng này để chúng ta đưa qua cái hóa đơn này à, thì các bạn sẽ sử dụng chức năng data validation trong Excel để mình đưa cái list vào thì đầu tiên mình sẽ bôi đen từ cái B12 này các bạn kéo xuống tới tới hết cái hóa đơn của mình hả thì ở đây từ 12 đến 26. Rồi sau đó các bạn vào cho mình là data, chọn là uh, chức năng là data validation đây. Các bạn để lấy chuột thì nó hiện ra cái tên này. Đó. Và trong cái uh, thẻ setting, mục allow các bạn chọn là list. Rồi, trong cái suột này các bạn bấm là uh, chúng ta kích vào cái hàng này. Vậy các bạn bôi đen chúng ta kéo xuống. Thì ở đây uh, mình có 100 uh, Sản phẩm thì các bạn cứ kéo tới 100 đi ha Đây Hoặc là các bạn có thể sửa ở số ở đây cũng được từ Tới 200 Chúng ta còn 200 ở đây Rồi Các bạn bấm OK Đó Thì khi mà mình Làm như thế thì nó có một cái danh sách ở đây Và mình sẽ chọn thôi ví dụ SP1 Cách vào Chọn là SP2 Thấy chưa Rồi bây giờ cái phần tên hàng này thì nó sẽ tự động nhảy theo cái mã hàng à, mình sẽ sử dụng một cái hàm đó là VLOOKUP để chúng ta chọn cái mã hàng thì nó sẽ ra tên hàng tương tự nó cũng sẽ nhảy ra đơn vị đơn vị tính số lượng và đơn 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 giá cho mình luôn số lượng thì mình nhập thì nó tự động ra thành tiền nha như vậy thì à, chúng ta cần phải đặt một cái à, cái name range cho cái bảng sản phẩm của chúng ta bắt đầu từ cột mã hàng để chúng ta dùng VLOOKUP để chúng ta cho chúng ta tra cho nó dễ ha thì đầu tiên mình đặt name range bằng cách là mình bôi đen từ cái cái vùng này từ B4 này chúng ta không cần lấy tiêu đề cũng được chúng ta bôi đen qua tới cái cái giá nhập này đó và các bạn vào cho mình là uh, formula và mình sẽ chọn là define name để cho, chúng, ta đặt tên cho cái vùng này đó. đó, rồi trong cái mục name này thì mình đặt nó là gì uh, bảng mã hàng mà rồi và trong cái phần refer này chúng ta sửa lại hiện tại thì hiện tại mình đang bôi đen từ OB4 cho tới F14 à, thôi nhưng mà trong danh sách sản phẩm của mình có thể là tới 1.000 sản phẩm cho nên là ở cái mục này các bạn có thể sửa lại thay cái số 14 thành 1.000 tức nghĩa là 1.000 dòng à, để sau này mà chúng ta có thêm thì tối đa nó là 1.000 chứ không bị thiếu ha nếu mình chọn tới 14 này sau này mình thêm thì nó sẽ bị bị thiếu à, ok rồi. À, khi mà chúng ta đặt à, cái name range như vậy rồi thì à, chúng ta vào name manager để chúng ta xem này. Thì ở đây mình mình có một cái name range gọi là bảng mã hàng thì vào đây các bạn có thể sửa lại dễ dàng. Các bạn click vào đây. Và sau đó các bạn có thể sửa địa chỉ hay sửa tên ở đây cũng được ha. Ok. Rồi. Nhớ là các bạn vào formula nha. Rồi vào define name để chúng ta đặt tên và chúng ta quản lý những cái tên đã đặt bằng cách là vào name manager. Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đặt tên xong rồi á Thì chúng ta sẽ trở về cái sheet đơn Để chúng ta đặt công thức ở cái cột tên hàng này Chúng ta sẽ sử dụng một hàm là VLOOKUP Của cái mã hàng này Phải à, Chúng ta bôi đen cái tiếp theo là chúng ta bôi đen cái bảng này Tuy nhiên do cái bảng này chúng ta vừa đặt name range rồi Cho nên ở đây chúng ta chỉ gần ghi là bảng mã hàng thôi Mã hàng Phải cột lấy kết quả column index number nó là cục tên hàng thì ở đây tên hàng nó là số 2 tiếp theo nó là số số 0 đóng ngọt lại bấm enter à, cục ở đây số 2 là sao số 2 là trong cái bảng mà chúng ta vừa chọn thì cái cột tên hàng nó nằm ở cục thứ hai được chưa đó và tương tự chúng ta muốn hiển thị đơn vị tính thì chúng ta sẽ kích đúp vào đây chúng ta copy cái công thức vlookup này chúng ta dán ra đây và chúng ta sửa lại cái cột lấy kết quả là số 3 thôi thì nó sẽ thành đơn vị tính nha yeah tương tự với cột đơn giá cũng vậy à, chúng ta bôi đen cái này chúng ta copy à, sau đó chúng ta dán vào đây và chúng ta cho thay thế cái cột 3 cột số 4 nó là cột đơn giá rồi và thành tiền thì sao thành tiền thì bằng cái số lượng nhân cho đơn giá và chúng ta bấm enter sau đó chúng ta bôi đen những cái cột này những cái, những cái cột này chúng ta kéo xuống đó chúng ta kéo xuống À, thì nó sẽ áp dụng công thức hết cho cái 15 dòng hóa đơn của chúng ta. À, tuy nhiên thì các bạn thấy là um, ở đây cái những cái những cái mà mãi hàng nó không có thì nó báo lỗi NA. Lý do là trong cái uh, Vlookup này nếu mà chúng ta tra không có thì nó sẽ báo lỗi NA. Cho nên là để khắc phục cái chuyện này thì chúng ta sẽ thêm một cái hàm gọi là hàm if error vào đây để chúng ta hủy cái, cái chúng ta triệt tiêu mất cái lỗi này đi. À, thì ở đây chúng ta sẽ thêm if error ở đây. Rồi, nếu mà gặp lỗi thì chúng ta sẽ à, sẽ phải sẽ cho nó hiện là dấu hai nháy ở đây. Chúng ta bấm đóng ngoặc lại, enter. Thì khi mà chúng ta kéo xuống á. Kéo xuống á thì sao? Những cái nào trống thì nó sẽ hiển thị những cái nào lỗi thì nó hiển thị là à, dấu hai nháy có nghĩa là hiển thị trống tương tự ở đây if error chúng ta cũng thay thế bằng là gì hai nháy bấm enter và chúng ta kéo xuống rồi tương tự đơn giản cũng vậy ha mình cũng là if error hai nháy rồi chúng ta kéo xuống và tương tự ở đây cũng thế if error phải hai nháy các bạn cứ làm từ từ như vậy thì nó sẽ được thôi không có gì phải vội hết mình làm một cái phiếu hóa đơn bán hàng một cái phần mềm để mình dùng mà không phải là một số một chiều mà các bạn có thể làm được đâu mà mình còn phải tốn nhiều thời gian rồi sau đó mình sẽ định dạng cái chỗ đơn giá thành tiền này thành cái cái gì giả sử như ở đây mình cho 10 đi rồi 30 thì mình sẽ định dạng nó là phân cách hàng ngàn để cho nó dễ nhìn chúng ta bôi đen dưới này và mình sẽ vào hôm tương tự chúng ta định dạng là rồi giờ bây giờ chúng ta thử xem ha Chúng ta kích vào đây Chúng ta chọn là sản phẩm 3 Rồi ở đây là cho 10 Đó tương tự ha Ở à, đây Và 20 Rồi ok Thì ở đây nó sẽ ra tổng cộng là à, 7 triệu Chúng ta sẽ bấm à, Chọn cho nó là đậm Và bằng chữ này thì chúng ta sẽ đạt một cái công thức Gọi là Đổi số thành chữ trong Excel thì đổi số thành chữ này nó cần một cái ít in mà các bạn cần phải cài vào excel của mình thì cái uh, cái ít in đó mình sẽ để uh, kèm dưới phần mô tả của video này và kèm theo cái hướng dẫn cài luôn cho các bạn ha các bạn chỉ cần tải về và mình sẽ sử dụng một cái hàm gọi là hàm vnd vnd để chúng ta đổi số các con số này thành chữ thì ở đây do mình có cài rồi này khi mình cài vào thì nó sẽ hiện thị một cái tiện ích gọi là tiện ở tiếng việt ở đây đó và chúng ta sẽ đặt cái công thức như sau bằng sau đó mở dưới kép ra và chúng ta đánh chữ bằng chữ vào à, sau đó mình sẽ cắt ra một cái rồi ship mỗi ngày đóng rồi kép lại và chúng ta và cái hàm vnd đó và chúng ta chọn vào cái số này cái số cần đọc này chúng ta đóng ngoặc lại bấm enter thì các bạn thấy là nó hiển thị là gì bằng chữ 7 triệu nó đọc ra bằng chữ cho chúng ta luôn nha rồi để đẹp hơn thì mình sẽ cho cái này là nghiêng cho chữ y và phần cuối hóa đơn nó sẽ là gì người bán hàng người bán hàng rồi ở đây bên đây là người gì người mua hàng thôi mua hàng đó ký rõ họ tên thì mình cứ thử ghi dưới đây thấy chưa? và sau đó mình sẽ vào là gì file Bring để mình xem lại đó các bạn thấy chưa đây là cái hóa đơn của mình này rồi sau đó mình lưu lại đây mình đừng các bạn đừng quên lưu nha làm một xíu mình mình, mình lưu lại à, tiếp theo thì mình sẽ xử lý tới cái phần mà khách hàng này địa chỉ điện thoại và ghi chú như vậy thì để mà chúng ta lưu những cái khách hàng này mà chúng ta bán lại á có nghĩa là những khách hàng mà chúng ta bán xong rồi chúng ta muốn lưu lại thì chúng ta sẽ có một cái danh sách nữa là một cái gọi là list khách hàng đó thì ở đây mình sẽ có một cái List, uh, list hàng rồi thì uh, mình cướp mình tận dụng cái form này để mình khỏi định dạng lại các bạn uh, giữ control sau đó các bạn kéo thẻ cái list hàng này chúng ta nắm kéo thẻ này ra này đó thì nó sẽ hiển thị cho mình nó copy ra trên mình một cái, cái list hàng thứ hai và mình sửa lại ở đây là khách hàng đó và ở đây mình sửa lại danh sách khách hàng các bạn thấy nhanh không còn nếu mà mình làm từ một cái cái xe mới á, thì mình sẽ định dạng lại từ đầu giống như mình làm cái list á, thì nó lâu Ha. rồi ở đây nó là mã thường khách hàng thì mình sẽ không cần mã đâu à, mình sẽ xóa cục mã này đi là mình ghi ở đây là gì tên khách hàng rồi ở đây tiếp tục là đi điện thoại à, địa chỉ tiếp tục là ghi chú ghi chú có rồi chúng ta xóa cái này đi rồi mình sẽ kéo cái này ra yeah. ghi chú rồi giả sử như cái khách hàng này nó có số điện thoại là 09 à, mình ghi, ghi đại đi ha như đây nhưng mà mình gõ vô á thì nó mất số 0 cho nên là mình sẽ kích vào cột C mình định dạng cái cái cột này nó là cái cột cột uh, kiểu test kích vô đây đó chọn là là test ở cái thẻ hôm nha các bạn test là bây giờ mình gọi lại thêm số 0 vào enter đó thì nó giữ lại số 0 nhưng mà sau đó mình kéo số rồi giả sử mình quy ước là cái điện thoại này ở đây mình khách hàng khách hàng một ví dụ như thế ha rồi địa chỉ thì mình cho là gì giả sử như ghi là vùng 1 đây làm kéo xuống vùng 10 từ vùng 1 tới vùng 10 ghi chú ví dụ như ghi chú ở đây là giao giờ hành chính đi à, ví dụ như thế à, giao giờ hành chính một sau đó kéo xuống Đó, rồi. Như vậy thì chúng ta đã có một cái danh sách khách hàng này rồi. Thì khi mà mình bán cho một người nào đó thì mình sẽ chọn tên khách hàng đó thì nó tự động nó ra cho, cho chúng ta điện thoại, địa chỉ và và ghi chú. Như vậy như vậy thì chúng ta cũng cần đặt à, cái bảng khách hàng này. Nó là một cái name range. Thì à, bằng cách là chúng ta vào là gì? Um, formula và chúng ta boy đen cái ô này. Và các bạn nhớ này, hồi nãy do là mình đặt bên đây là một cái một cái tên là bảng bản bản mã hàng đúng không? cho nên khi mình copy ra cái cái khách hàng thì trong này nó sẽ copy ra chúng ta một cái bảng mã hàng thứ hai này. là các bạn để ý ha. thì uh, các bạn nên xóa cái cái bảng này đi và các bạn nhớ là ở đây nó có cái nó nằm trong sheet khách hàng này thì mình không có sử dụng cái uh, cái bảng mã hàng này nữa mình xóa đi. đó và mình bôi đen cái vùng này để mình define name nó lại mình đặt tên nó lại là bạn khách hàng. chúng ta define. chúng ta là gì? bản khách hàng bản KH là được rồi và ở đây giả sử mình có 10.000 khách hàng thì ở đây mình sẽ sửa lại là gì số 10.000 ta bấm ok à, chúng ta à, chúng ta ước lượng ha ước lượng chúng ta cái quy mô chúng ta có thể bán được bao nhiêu khách hàng thì chúng ta chọn ở đây đó bấm ok rồi à, sau đó chúng ta cũng tương tự chúng ta sẽ làm một cái list để chúng ta chọn ở đây thì mình cũng vào là gì data này rồi data validation và ở cái mục setting này mục allow mình chọn là list sau đó mình kích vào đây bằng xuống này và mình kích vào khách hàng này và mình chọn đó. À, tương tự thì mình cũng chọn là tới 10.000 10.000 giờ chúng ta bấm ok rồi qua đây chúng ta chọn nó là khách hàng 1 khách hàng 1 à, chúng ta canh trái cho nó và khi mình chọn khách hàng một này mình muốn nó hiện thị số điện thoại địa chỉ tương ứng của khách hàng này tương tự tương tự với ghi chú thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm gì đó là hàm uh, vlookup đúng không vlookup của cái cái này phải bản khách hàng giờ này chúng ta đã đặt rồi ha phải hai phải không bấm enter điện thoại thì chúng ta cũng cho bên trái nhưng mà đề đề phòng là ở đây trống thì ở đây nó báo lỗi na thì chúng ta sẽ thêm một cái hàm gì if e error À, nếu mà không có nếu gặp lỗi thì chúng ta sẽ hay nháy đó rồi chúng ta chọn lại tôi xem một này rồi chúng ta copy cái này xuống copy này xuống đây chúng ta dán ra chúng ta chọn nó là à, địa chỉ nó là cột thứ ba bấm enter và ghi chú nó là cột thứ 4 chúng ta sửa là số 4 rồi ok được ha như vậy thì chúng ta chọn đổi tên khách hàng thì cái này nó sẽ thay đổi theo à, rất là hay rồi sau khi mà chúng... như vậy thì ở đây chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các phần của cái hóa đơn bán lẻ rồi như vậy thì chúng ta chọn khách hàng này chọn mã hàng bán này à, thì nó tự động hiển hiện ra tên hàng và đơn giá số lượng chúng ta nhập số lượng này vào à, sau đó nó ra thành tiền và chúng ta chỉ việc in chúng ta đưa cho khách thôi chúng ta vào file print và ở đây chúng ta chọn mới in và bấm print thôi ha và chúng ta sẽ cho cái đơn vị tính là căn giữa luôn thì đó là cái phần cơ bản cơ bản nhất mà một người biết Excel cần phải làm được cái phần này bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nâng cao hơn một xíu nâng cao hơn một xíu là chúng ta sẽ sử dụng code vba trong cái bảng này để cho cái file của chúng ta thật sự chuyên nghiệp và chúng ta có thể lưu lại những cái hóa đơn mà chúng ta đã bán để chúng ta có thể là uh, thống kê được doanh thu hoặc là chúng ta có thể tính được nhập xuất tồn uh, dựa vào những cái hóa đơn mà chúng ta đã xuất và hóa đơn của chúng ta đã nhập ha. Rồi. Bây giờ uh, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là khi mà các bạn vào file print chúng ta in đó, thì các bạn thấy là chúng ta có 15 dòng nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có bốn bốn sản phẩm thôi. Thì chúng ta cần phải là gì chúng ta phải cần phải ẩn những cái dòng này đi ẩn những dòng thừa này đi nha ẩn những dòng thừa này thì theo cách thông thường thì chúng ta sẽ là gì chúng ta sẽ dùng chuột chúng ta bôi đen à, những cái dòng à, dòng trống này chúng ta phải chuột chúng ta hai nó đi ẩn nó đi đó sau đó chúng ta in file và file chúng ta in bấm in này sau khi in thì chúng ta là làm sao chúng ta cần phải là bôi đen hai cái dòng này xong là phải chuột chúng ta ăn hai đó, thì đây là cách mà thông thường một người biết Excel có thể làm được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng VBA để chúng ta tự động hóa những cái thao tác này luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Insert. Mình chèn cho nó một cái nút. Chúng ta vào Shape này. Chúng ta chọn một cái hình này. Chúng ta vẽ ra đây. Vẽ ra đây. Rồi, chúng ta bấm là In. In A4 này, ví dụ như thế rồi mình sẽ chỉnh lại cái nút này cho nó đẹp hơn xíu ha mình sẽ vào là gì à, format chúng ta chọn một số mẫu này cho nó lẹ ha. đây nút in đây rồi mình sẽ cho nó chữ nó đậm lên chọn cái phong chữ cho nó là area luôn cho nó đồng bộ rồi mình cho nó canh giữa và cho nó cửa chữ là 12 được chưa in a 4 thì mình bây giờ mình viết code làm sao để khi mà bấm cái nút in a 4 này thì nó tự động nó ẩn những cái dòng này đi sau đó nó sẽ in ra sau khi in xong nó lại hiển thị trở lại đó là những cái việc mà chúng ta cần làm ha à, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa sổ VBA lên bằng cách các bạn có thể nhấn phím Alt F11 hoặc là các bạn vào menu Developer và chọn là Visual Basic nếu các bạn Excel các bạn chưa có cái Developer này thì các bạn phải chuột vào cái phải chuột vào cái menu này các bạn chọn là Customize Ribbon và mình sẽ check vào cái mục là Developer này À, bình thường nếu không có thì ở đây nó không chết mình chết vào Sau bấm OK Thế Thì nó hiện thị Developer này Và mình chọn là Visual Basic Thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái cửa sổ VBI Nha Cửa sổ VBI thì nó sẽ gồm những cái phần là ở đây là chest, Ở đây là Properties Cửa sổ là Embedded Local Nếu các bạn thấy thiếu một cái cửa sổ nào thì các bạn có thể vào View Để chúng ta gọi ra những cái, cái Toolbar này à, Những cái đây Embedded này, Local này, What Hoặc là em project này đó các bạn thiếu cái nào thì các bạn vào đây các bạn bấm ra ha. Rồi, một cái cơ sở VBA thì nó bao gồm những cái này để cho phục vụ chúng ta làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái, cái cái lệnh cho cái nút in này thì các bạn phải ở trong cái project hóa đơn mã hàng này các bạn phải chuột và chọn là insert module. Chúng ta tạo cho nó một cái module mới để chúng ta viết code vào năm này. Đó thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái module một. Các bạn có thể đổi tên cái module này À, ở chỗ này ở chỗ em này nha yeah. rồi bây giờ mình sẽ viết một cái sub gọi là in in phiếu in hóa đơn đi hóa đơn rồi à, đây là phần lập trình phần nâng cao các bạn à, cũng không khó lắm các bạn chỉ cần theo dõi và làm theo thì chắc chắn sẽ được thôi ha rồi in in hóa đơn thì các bạn à, sẽ là gì đầu tiên chúng ta là gì ẩn những dòng, những dòng trống đi bước 1 ẩn những dòng trống đó thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ cho một cái vòng lập vòng lập đi từ trên xuống dưới nếu dòng nào trống thì nó sẽ ẩn đi thì chúng ta sẽ làm một cái chúng ta đi một cái biến y s -log. Yeah. rồi chúng ta for y e cho y e chạy từ uh, chúng ta có dòng là từ 12 cho đến dòng 20 26 đúng không for y e bằng 12 to 20 16 rồi next y e. rồi chúng ta nếu nếu range uh, range của chúng ta xét cái cục b này nếu cục b này trống thì nó sẽ ẩn đi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là range của b và y và y chấm value mà bạn bằng rỗng đen and if à, sau đó nó sẽ xử lý cái tác vụ như nào là range của b và y chấm ntg rau chấm hai bằng À, bằng chu đó bằng chu đấy chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy cái cái, cái code này để chúng ta xem ha chúng ta bấm gì play để chúng ta xem à cái chủ bước 1 này các bạn cần phải có dấu nháy ở trước này rồi chúng ta chạy lại đó thì các bạn thấy là nó đã ẩn cho chúng ta rồi đúng không bước 2 bước 2 là in hóa đơn này là in hóa đơn thì chúng ta sẽ viết một cái lệnh là active sheet. là cái sheet hiện tại là chấm print out rồi và bước 3 bước 3 là gì hiển thị lại tất cả các dòng thì cái lệnh này rất là đơn giản chúng ta sẽ cho nó range của từ OB 12 cho đến b 26 mươi chấm entire rau chấm hai bằng force. bằng false bằng false nghĩa là không ẩn đó rồi đây là lệnh in hóa đơn chúng ta copy cái cái lệnh này rồi sau đó chúng ta ra cái sheet này chúng ta phải chuột chúng ta chọn là xa macro chúng ta dán macro này vào các bạn bấm Ctrl V để dán ra hoặc là chúng ta có thể chọn ở đây cũng được ha đó ok rồi bây giờ mình cho nó nó hiện ẩn ở đây nó hiện ra hết bây giờ chúng ta sẽ in thử nha bấm in A4 Rồi, bây giờ mình lưu lại, sao lại. Thì ở đây mình in ra PDF. Đó, thì các bạn thấy nó in ra một cái bản rất là đẹp đúng không? Những cái dòng nào mà trống thì nó được, ẩn đi rồi. Đó, rất là hay. À, và các bạn thấy là mỗi lần mình bấm in á thì các bạn thấy nó có cái hiệu ứng ở đây đúng không? Mình không muốn cho hiệu ứng nó luôn. Thì các bạn cho bổ sung cho mình một cái code. Cái code tắt cập nhật màn hình bằng cách là chúng ta sẽ trước khi mà thực hiện các bước này thì chúng ta sẽ có application screen updating bằng bằng false sau khi chạy xong hết rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ mở lại chúng ta copy dán xuống và chúng ta sửa lại ở đây là là true rồi yeah. chúng ta bấm print đó các bạn thấy nó cái màn hình nó chúng ta nó không bị giật nữa đó ok ha rồi sau khi in xong cái hóa đơn này cho khách rồi chúng ta cần phải lưu cái cái lưu cái hóa đơn này lại mục đích là để chúng ta sau này chúng ta có thể là báo cáo doanh thu này chúng ta báo cáo xem là trong tháng đó là chúng ta bán được bao nhiêu này hoặc là chúng ta có thể tra cứu lại những cái hóa đơn bán trong tháng đó hoặc là chúng ta có thể in lại hóa đơn đó hoặc là chúng ta có thể tính nhập xuất tồn thì cái việc mà lưu lại cái hóa đơn nó rất là cần thiết khi mà chúng ta bán hàng như vậy thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ tạo một cái macro chúng ta in xong chúng ta lưu những cái hóa đơn này lại luôn ha như vậy thì để in thì chúng ta cần phải làm một cái sheet gọi là sheet tổng hợp đơn thì chúng ta tạo một cái sheet mới tuy nhiên thì cũng tương tự cái cách hồi nãy chúng ta sẽ copy cái list hàng này ra giữ cần tròn chúng ta kéo ra đây đó để chúng ta mượn lại cái form này chúng ta làm cho nhanh ha và mình kích đúp ở đây mình ghi là tổng hợp hóa đơn hóa đơn giờ tổng hợp hóa đơn bán hàng tại vì chúng ta có nhập hàng nữa mà sau này chúng ta sẽ làm nhập hàng à, um, chúng ta là gì tổng hợp bán hàng đi à, chúng ta ghi tổng hợp bán hàng rồi ở đây chúng ta ghi lại vậy tổng hợp hóa đơn bán hàng thì trong cái tổng hợp hóa đơn bán hàng này chúng ta cần lưu tất cả những cái thông tin trong cái hóa đơn này như là số hóa đơn này ngày này rồi gì tên khách hàng à, điện thoại địa khách hàng địa chỉ ghi chú và tất cả những cái phần này Đó chúng ta đều lưu lại hết nha như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên đó là số hóa đơn có những cột như sau số hóa đơn này à, tiếp theo nó là ngày tiếp theo nó là mã hàng ở đây mình chèn ra một cột luôn tiếp theo nó là mã hàng rồi tên hàng đơn vị tính à, số lượng đơn giá thành tiền. Ở đây có ghi chú rồi, chúng ta chèn một cột rồi chúng ta ghi thành tiền. Ghi chú và tiếp theo chúng ta sẽ à, cần bốn cột nữa cho nên chúng ta sẽ phục map enter chúng ta bôi đen bốn cột này. Ở đây là khách hàng, tên khách hàng. Rồi điện thoại địa chỉ và ghi chú. À, thì đây là những cái cột những cái thông tin mà chúng ta cần lưu vào ha rồi chúng ta tạm thời chúng ta xóa hết những nguyên liệu tạm ở đây đi rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ của mình á là mình sẽ tạo một cái nút lưu từ cái hóa đơn này à, để khi mà mình bấm nút lưu á thì nó sẽ sang cái sheet gọi là sheet tổng hợp bán hàng này để mình lưu lại nha rồi bây giờ chúng ta sẽ viết code cái phần đó chúng ta tạo một cái nút nữa chúng ta gọi nó là lưu hóa đơn sau khi chúng ta in xong rồi chúng ta lưu đúng không thì để nhanh thì mình sẽ copy cái cái, cái này giữ con trò chúng ta kéo ra chúng ta ghi là lưu lưu rồi trong phần lưu này chúng ta sẽ áp dụng một cái công thức gọi là công thức mãn nha áp dụng công thức mãn để chúng ta lưu hóa đơn thì uh, phần trước thì mình đã có một cái video gọi là lưu hóa đơn nhưng cái phương pháp mà chúng ta sử dụng cái ren đó là um, về lâu về dài thì nó sẽ chậm cái file của mình cho nên hôm nay trong mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp nữa đó là chúng ta sử dụng cái phương pháp mãn để chúng ta lưu đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cửa sổ VBA lên rồi mình sẽ tạo một cái sub một cái sub gọi là lưu hóa đơn đó. trên này là in hóa đơn đúng không? Ở dưới này là lưu hóa đơn. các bạn khai báo cho mình một số cái biến như sau. Đêm. À, đầu tiên là một cái biến mảng ARR để chúng ta đưa cái mảng kết quả vào. Rồi chúng ta sẽ đi một cái biến kết quả. Cái mảng kết quả đi một cái biến y là vòng lập. Đi một cái biến a à, s ít lon để chúng ta là cái 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 độ độ lớn của cái mảng góc mảng kết quả chúng ta đi một cái sheet chúng ta đem một cái sheet nguồn s à, sheet nguồn s buộc sheet mình sẽ phóng lớn cái này lên s buộc sheet rồi một cái sheet gọi là sheet đích s buộc sheet rồi à, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ gán cái cái mảng RR này cho cái vùng sản phẩm của chúng ta đây à, cho cái vùng này nha à, chúng ta sẽ gán là à, chúng ta phải xét cái xích nguồn trước chúng ta đặt cái xích nguồn là xích nào trước xích nguồn sẽ bằng là six à, sheet nguồn là cái sheet hóa đơn này và cái sheet đích đích là cái sheet mà chúng ta cần phải dán cái kết quả ra gọi là sheet đích thì chúng ta copy cái, cái hóa đơn này cái tên hóa đơn này chúng ta dán ra đây đó chúng ta đóng ngoặc lại rồi tiếp tục chúng ta sẽ xét sheet đích sheet đích bằng cái sheet là gì tổng hợp bán hàng đúng không copy chúng ta dán ra đây rồi Bây giờ chúng ta sẽ gán rr bằng cái sheet nguồn chấm ren. À, cái hóa đơn của chúng ta từ dòng à, B12 cho tới H26. Đấy chưa? Nếu các bạn có nhiều hơn thì các bạn cũng tương tự ha. Nói chung là tấm gọn là, là cái vùng cái vùng mà chúng ta xào soạn tạo hóa đơn này. Đó. Rồi bằng uh, ren của A B12 2 chấm H26 H26 chấm value đó. sau đó chúng ta sẽ redeem biến kết quả của chúng ta biến kết quả của chúng ta là à, 1 to u bao của biến rr của cái mảng rr phải 1 vậy 1 to À, cái mảng kết quả của chúng ta có bao nhiêu cột thì chúng ta qua bên đây chúng ta đếm thì để nhanh thì mình sẽ cho cái dòng hai này chúng ta sẽ đánh số thứ tự ở đây một chúng ta kéo qua đó chúng ta chọn là fill series để chúng ta biết được cái mảng của chúng ta bao nhiêu cột thì ở đây mình thấy nó là 13 cột đúng không các bạn đó thì ở đây chúng ta sẽ là một two, 13 mười yeah. ba à, nếu các bạn có nhiều cột hơn thì các bạn cũng đánh số thứ tự như vậy ha từ cột a cho đến cột cuối cùng chúng ta xem thử bao nhiêu cột đó rồi chúng ta cho một cái biến y chạy từ 1 to u bao đến phần tuổi cuối cùng của r phải 1 và next y y và sau đó chúng ta sẽ nếu nếu r phải 1 r y phải 1 bằng à, khác rỗng đen có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mảng RR là cái phần tử này này, của hóa đơn này này. Đó, thì cái này là RR y1. Thì chúng ta xét là uh, chúng ta chạy từ cái B12 cho tới cuối cuối cùng này thì xem thử cái mảng hàng nào mà nó không uh, nó không bị rỗng thì chúng ta sẽ ghi vào một cái mảng kết quả. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta cho cái biến A tăng lên một đơn vị cộng 1. Và chúng ta cho cái mảng kết quả này. À, mảng kết quả thứ nhất à, a phẩy một bằng bằng cái gì à, a phẩy một là có nghĩa là cái à, mảng kết quả dòng dòng thứ a cột thứ một thì lúc nãy chúng ta quy ước đó là à, cột a nó là cột số đơn như vậy thì chúng ta cần phải ghi cái số đơn này vào trong cái mảng kết quả mà mảng, cái số đơn bên này nó là số là cái ô là h 1 đúng không như vậy thì ở đây nó bằng là diện tích xích nguồn chứ nguồn chấm ren của h1 chấm value đó các bạn hình dung không như vậy các bạn hình dung là ở đây này chúng ta có là gì cột thứ nhất là số hóa đơn như vậy chúng ta cần phải ghi số đơn vào cái mảng kết quả cho nên cho nên chỗ đây cái cột số 1 này là cái số 1 này có nghĩa là cột thứ thứ một cột a này là có nghĩa là dòng a dòng a cột 1 nó sẽ bằng là số holder chúng ta ghi chú vào số order tiếp tục cột thứ hai đó là kết quả e hai như lúc nãy chúng ta nói dòng cột thứ hai nó là cột ngày mà cột ngày nó là ở cái ô của h 2 này như vậy thì chúng ta sửa lại là h 2 thấy chưa rồi tiếp theo cột thứ ba nó là bắt đầu là từ mã hàng tên hàng như vậy thì ở cột thứ ba này nó là bắt đầu bằng cái cột này rồi như vậy thì chúng ta copy xuống bằng thứ ba cột mã hàng nó là cột này mà cột này nó chính là arr cái mã arr i phẩy một chưa đây là mã hàng à, nếu các bạn mà um, chưa biết hết thì các bạn cứ làm giống như mình là được là ra thôi ha nhiều bạn chưa học VBA thì cũng nhiều khi nhìn mình cũng khó hiểu cái chỗ này nhưng mà các bạn cứ làm theo kiểu rập khuôn giống như mình thì thì nó nó sẽ ra thôi ha. Thì ở đây nó là sẽ là số 4. Và ở đây nó sẽ là tên hàng. Như vậy thì ai 2 RR2 tên hàng. Rồi tiếp tục à, chúng ta copy chúng ta dán cho nhanh nha. Mình sẽ copy dán ra Ctrl V Ctrl V. Rồi, à, chúng ta sửa lại là kết quả 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chúng ta thiếu một cái đó hồi nãy chúng ta tính 13 cột mà. Ở à đây nè, chúng ta khai báo là 1, 2, 13 nè, đúng không? Thì nó sẽ là 10, 13. Chúng ta tiếp tục. Tên hàng là nó sẽ có là đơn vị tính số lượng đơn giá thành tiền, ghi chú. Nó sẽ là RR3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 thôi. Đây là gì? Tên hàng, đơn vị tính nè. Số lượng nè. Đơn giá nè. Rồi, dưới đây là thành tiền. Và ghi chú. Ghi chú. À, tiếp tục à, cột số 10 của cái bảng kết quả này nó sẽ là gì? Cột thứ 10 các bạn thấy là cột số 10 nó là gì? Là khách hàng đúng không? Khách hàng. Như vậy thì khách hàng nó là ô nào? Ô nào trong cái hóa đơn này? khách hàng nó ô c c tám ok như vậy thì chúng ta copy cái 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 cái, cái địa chỉ đến này xuống nó dán xuống thì chúng ta sửa lại là c 8 là được rồi c 8 rồi tiếp tục ở đây lấy là gì để khách hàng nè tiếp tục ở đây là điện thoại nè điện thoại này nó là ô g tám chúng ta chúng ta copy này xuống dán xuống này g 8 rồi chúng ta dán xuống luôn dán xuống luôn địa chỉ đó là c 9 c 9 và đây là g 9 đây là địa chỉ rồi đây là điện thoại đó xong thì ở đây chúng ta sẽ nếu mà chúng ta xét những cái ô này này nó 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 không có không có rỗng nó khác rỗng này thì chúng ta sẽ ghi kết quả vào trong cái, cái mạng kết quả này À, sau khi chúng ta ghi xong sau khi chúng ta đưa dữ liệu vào mảng kết quả rồi việc cuối cùng là chúng ta sẽ dán ra cái sheet tổng hợp hóa đơn của chúng ta này thì à, chúng ta sẽ nếu a lớn không đây, and if a lớn không có nghĩa là chúng ta có kết quả đã ghi nhiều khi hóa đơn này trống này hóa đơn này trống thì nó không có gì hết nó không ghi được như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nếu a lớn không cho chắc ha thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm một cái dòng cuối của cái sheet tổng hợp này này đó thì chúng ta đi một cái biến nữa chúng ta đi một cái biến nữa lại biến lr lo là tìm dòng cuối đúng không chúng ta sẽ sheet đất bây giờ chúng ta sử dụng sheet đất thôi cho nên cho chúng ta end with cái code mà là gọn hơn rồi lr sẽ bằng là gì chấm range của À, chúng ta đang tìm dòng cuối của cái ship tổng hợp bán hàng này thì chúng ta sử dụng cái cột a này ha a và rau chấm chấm in và ít lớp chấm rau à, và các bạn lưu ý khi mình tìm lr này thì nó sẽ nó sẽ tìm ra dòng cuối cùng nhưng mà mà chúng ta ghi dữ liệu ở dưới đó một dòng cho nên ở đây ở chỗ đây chúng ta sẽ ghi là cộng 1 ra chưa? và sau đó chúng ta cái bước dán dữ liệu ra là chấm ren của a và lr chấm resize của a dòng và 13 cột chấm value sẽ bằng là mạng kết quả được chưa ok như vậy thì vừa rồi chúng ta đã vừa viết được cái code để ghi dữ liệu từ cái sheet hóa đơn này qua bên ship tổng hợp bản hàng đó bây giờ chúng ta sẽ copy cái lưu hóa đơn này chúng ta dán qua bên cái, cái lưu này ở macro chúng ta cần định về để chúng ta dán ra hoặc là các bạn có thể chọn ở đây bấm ok rồi bây giờ mình sẽ lưu lại thôi nha à, trước lưu 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 xong thì mình sẽ hiện một cái message box là đã xong để mình biết ha đã xong rồi giờ mình lưu thử nha <laughs> Bấm lưu này bấm đã xong các bạn thấy là lưu rất là nhanh cái phương pháp mãn này nó giúp cho dữ liệu chúng ta lưu rất là nhanh ha rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là sang cái phần tổng hợp bán hàng này chúng ta xem đó các bạn thấy là lưu hết đúng không à, cái hóa đơn chúng ta có bốn dòng thì hóa đơn ở đây nó sẽ ghi là 4 số 1 và tương tự ngày sản phẩm tên hàng cái chủ đó các bạn thấy nó lưu ra đúng không bây giờ giả sử mình à, à, mình sửa lại ở đây là số 2 đi số 2 rồi chúng ta bấm lưu rồi lưu lưu lại thử bấm lưu đã xong đó thì bây giờ mình chuyển qua đây mà các bạn thấy là đã lưu một cái số 2 này rồi được chưa nhưng mà bây giờ mình muốn là cái hóa đơn mà gần nhất nó sẽ nằm lên trên cái hóa đơn gần nhất ha cái hóa đơn mới nhất nó sẽ nằm lên trên thì chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp uh, sắp xếp Sử dụng phương pháp sắp xếp để chúng ta sắp xếp cái hóa đơn số 2 này đưa lên trên Thì các bạn à, sử dụng cái code sắp xếp như sau Ở đây à, chúng ta ghi chú vào là lưu vào sheet tổng hợp Rồi bước tiếp theo là chúng ta là sắp xếp đưa hóa đơn mới nhất lên trên Đã, Chúng ta sử dụng một cái code như sau này để sắp xếp được cái bảng này thì chúng ta phải tìm được cái dòng cuối của nó và chúng ta sắp xếp từ dòng cuối lên tới dòng số 4 này như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta ghi là à, chúng ta vẫn nằm trong cái quýt ha chúng ta đưa cái quýt lên, lên, trên này đưa cái quýt lên trên này đưa cái quýt xuống dưới này à, bởi vì chúng ta đang còn à, trong cái quýt mà đúng không rồi chúng ta tính toán lại lr Đây, chúng ta tính toán lại LR ha. Để mình sắp xếp cái code cho nó ok chút rồi. Chúng ta tính toán lại LR là LR sẽ bằng là tương tự, nó giống như cái này chúng ta copy. Chúng ta dán xuống thôi. Đó, thì chúng ta đã tìm ra được điểm cuối rồi, ở đây chúng ta không có số 1 nữa nha. Và cái có sắp xếp nó sẽ bằng là gì? chấm. Chúng ta phân bự lên nha. chấm range của của ô nào chúng ta chấm ren của cái từ dòng A4 này cho tới cái dòng A4 này tới cột M của dòng cuối như vậy ở đây A4 2 chấm M và LR chấm Sort rồi giờ chúng ta cách ra chúng ta gọi là key 1 2 chấm bằng chấm ren của có nghĩa là à, đây là chúng ta sẽ sắp xếp theo cái cột nào này cái kỳ một đó yeah. thì chúng ta sắp xếp theo cái cột a order vì là bằng ren của a 4 chúng ta sắp xếp theo cái a 4 này nha yeah. phải order order một hai chấm bằng uh, xl bây giờ chúng ta sắp xếp cái lớn lên lên trên nhỏ xuống dưới thì chúng ta sẽ chọn là xl đi. được chưa ok chúng ta vào thì post chúng ta chọn là compiler thử nó có bị lỗi không không đúng không rồi giờ chúng ta chạy lại này nha chạy lại giờ ta chuyển sang hóa đơn bây giờ chúng ta sửa đây là số 3 đi số 3 rồi chúng ta bấm lưu lưu đã xong ha bấm ok bây giờ chúng ta chuyển sang chúng ta xem đó thì các bạn thấy là số 3 đã được nằm lên trên rồi và số 2 nó được là có nghĩa là cái hóa đơn cái bạn hồ chúng ta được sắp xếp rồi ok tiếp tục chúng ta chuyển sang bước tiếp theo à, đầu tiên á để mà lưu hóa đơn thì khi mà người người dùng bấm vào thì nó sẽ hỏi là bạn có chắc chắn lưu hay không thì chúng ta sẽ làm một cái if ở đây nếu if ms ms book. rồi ở đây mình chọn là xác nhận lưu hóa đơn phải vbz no bằng vbz đen có nghĩa là nếu mà người dùng xác nhận yes thì nó mới thực hiện một loạt cái lệnh như này và cuối cùng chúng ta có là anh ở dưới đây anh còn nếu mà người dùng bấm nô no thì nó không không lưu ví dụ giả yes sử ở đây mình chọn là số số 4 chúng ta lưu thì nó sẽ hỏi này xác nhận lưu hóa đơn bấm yes thì nó mới lưu được chưa nó qua đây là số 4 được chưa? rồi chúng ta sẽ ràng buộc nữa một cái ràng buộc nữa đó là nếu như mà trong cái hóa đơn chúng ta không có dòng nào thì nó sẽ báo lỗi nó, nó báo là chưa nhập dữ liệu ha đây chúng ta sẽ ràng buộc tiếp nhưng mà chúng ta ràng buộc là ràng buộc trước cái bước lưu như vậy thì chúng ta ràng buộc ở trên đây nha chúng ta là nếu nếu mà nếu mà trong đây không có cái dữ liệu nào thì chúng ta sẽ làm sao để biết chúng ta sẽ sử dụng là gì uh, worksheet function chấm khâu khâu a của range của range gì range từ b12 cho đến b26 b12 2 chấm b 26 đóng ngoặc mà bằng không có nghĩa là khâu a là đếm nó mà bằng không là không có cái nào đúng không đen à, uh, nf đen là gì nó sẽ hiện một cái uh, message box nó báo lỗi là bạn chưa nhập hàng hóa rồi chấm thay một cái rồi đóng ngoặc kép và chúng ta sẽ cho một cái báo lỗi là vb Cristico này đó rồi sau đó nó exit luôn ở đây mình không có dấu nháy ha, không có dấu ngoặc ha. Rồi sau đó nó sẽ, sẽ exit luôn. Rồi, bây giờ mình ví dụ ha, mình vô kiểm tra. Giờ mình xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Không có đúng không? Rồi chúng ta lưu này, bấm lưu. Đó, nó ghi là bạn chưa nhập hàng hóa đúng không? Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đang buộc nữa, cần phải nhập số hóa đơn và ngày. Nếu hai cái này à, chưa có thì chúng ta cũng sẽ báo lỗi luôn yêu cầu bắt buộc phải nhập số hóa đơn và ngày như vậy thì ở đây chúng ta sẽ copy ta copy chúng ta dán xuống đây rồi nếu nếu mà cái ren nếu cái ren ren của cái nào là số hóa đơn là là số h 1 đúng không ren của h 1 mà bằng bạn rộng thì mình sẽ ghi là bạn chưa nhập số hóa đơn đó, rồi sub luôn tương tự với khách hàng cũng vậy chúng ta copy xuống chúng ta dán ra à, khách hàng nó là OH2 cho nên là H2 bạn chưa nhập ngay xuất kho đó ok chưa yeah. rồi giả sử như ở đây chúng ta xóa đi xóa số 4 này chúng ta bấm lưu nó sẽ báo này đúng không nhập số 4 tiếp theo thì chúng ta sẽ đi À, xử lý cái phần công thức VLOOKUP này thành code VBA luôn có nghĩa là chúng ta không cho nó hiển thị cái công thức trên này lý do tại sao mà chúng ta phải biến nó thành code VBA mà chúng ta không có sử dụng sử dụng công thức trên bảng tính là vì như này giả sử như bây giờ mình chọn sản phẩm thứ ba nhưng mà mặc định thì chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP nó sẽ tra cái giá ở bên cái list hàng qua tuy nhiên chúng ta muốn sửa lại một cái giá khác giả sử như ở đây 100 ngàn mình không muốn mình muốn sửa lại là 150 ngàn mình sửa trực tiếp trong này đúng không đó thì khi mà chúng ta sửa như này á thì nó đã mất cái công thức ở cái chỗ này rồi cho nên khi mà sang cái hóa đơn tiếp theo thì chúng ta cần phải kéo cái công thức ở trên đây thì chúng ta kéo lên các bạn hiểu không như vậy thì vì như thế cho nên là nó gây mất thời gian cho chúng ta nha và thậm chí ví dụ như chúng ta sửa hết giả sử chúng ta lỡ nhầm mà chúng ta xóa cái cột này chúng ta xóa đi đó thì không còn công thức để chúng ta kéo nữa cho nên vì thế chúng ta áp dụng cái có VBA để chúng ta biến đổi cái công thức này thành code luôn. Đấy, rồi cái cách à, biến đổi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Đầu tiên, các bạn à, cùng mở cửa sổ vbay cho mình lên là Visual này này, yeah. và mình sẽ kích phải chuột vào cái sheet hóa đơn này. Bây giờ mình đang lập trình à, code vbay trong cái trong cái sheet hóa đơn này. Các bạn phải chuột và các bạn chọn là view code trong sheet hóa đơn này. Đó. Và bây giờ mình sẽ lập trình sự kiện trong này nha. À, các bạn ở cái, cái mục này các bạn chọn cho mình là worksheet à, và trong cái, cái chỗ này cái chỗ này các bạn kích cho mình là change chúng ta sẽ sử dụng cái sự kiện change trong uh, vba trong sheet nha yeah. rồi à, bây giờ mỗi lần mà chúng ta thay đổi cái thay đổi giá trị ở cái uh, cái cột uh, mã hàng này thì nó sẽ ép công thức cho những cái cột này cột uh, thứ nhất là tên hàng này đơn vị tính này, đơn đơn giá và và thành tiền thì các bạn sẽ viết cho mình như sau. Để cho nhanh thì mình đã có chuẩn bị một cái đoạn code à, để mình cướp một, đi qua cho nó lẹ nha. Mình có bị các bạn viết lại cái đoạn code như như thế này. Đó, and if if not intersect target rain. Đây là cái rent mà chúng ta cần tương tác vào để nó nó chạy sự kiện. Thì ở đây chúng ta cần à, chúng ta cần phải tương tác vào cái cái B từ B12 cho đến B26 thì ở đây chúng ta sửa lại là từ B12 cho tới là B26. Đó, khi mà chúng ta tương tác vào cái cái vùng này thì nó sẽ nó sẽ code của chúng ta nó sẽ chạy ở cái cột C, cột cục, cục D, cột F và cột cột G nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này Chúng ta sẽ ghi là target chấm offset của của cái, cái cái, cái cột này từ cái cột B mà chúng ta chuyển sang cột C thì nó sẽ chuyển qua một cột như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là à, phải không 0 không một nhưng mà ở đây để rút gọn thì mình phải luôn khỏi ghi số không có nghĩa là chúng ta di chuyển À, xuống không dòng và một cột đó và chúng ta băng đó thì ở đây chúng ta sẽ copy cái công thức này chúng ta dán qua bên đây copy còn c đó chúng ta dán công trình v vào và chúng ta đóng dấu những dấu ngoặc kép ở đây các bạn lưu ý là chỗ đây có dấu hai nháy và chúng ta dán cái công thức của chúng ta ở cái ngoài bàn tính vào này chưa rồi chúng ta cần sửa là một số cái nếu mà chị dáng dán y nguyên như này thì nó không chạy được. Chúng ta cần phải sửa lại một số chỗ đó là cái dỗ dấu dấu hai nháy này chúng ta thêm hai dấu hai nháy nữa. Đó, đó, đó là cái nguyên tắc trong VB ha. VB là một dấu nháy một dấu nháy kép thì nó thành đôi. Đó. Và ở chỗ B12 này, B12 có nghĩa là từ cái cột C này nó lui về một cột. Đúng không? Từ cột C nó lui về, từ C12 mà nó lui về B12 cho nên chúng ta sẽ ghi ở chỗ đây là RC 1 ra chưa RC 1 Đó Rồi xong Bây giờ chúng ta tiếp tiếp tục này Cột đơn vị tính nó là target.offset Số số 2 chúng có, có phải là từ cái này chúng ta đi qua hai cột đúng không Bây giờ để dễ thì mình sẽ sẽ kéo cái này ra à, Chúng ta đánh, đánh đánh số là ở đây là số 1 Số 1 này Chúng ta kéo qua đây đó, chúng ta chọn là fill series. Thì ở đây là di chuyển qua một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột. Hồi nãy chúng ta vừa làm là cái cột tên hai là cột số 1 rồi đúng không? Bây giờ đơn vị tính nó là cột cột số 2. Và vậy thì chúng ta cũng copy cái công thức của đơn vị tính này. Chúng ta copy. Rồi chúng ta dán lên đây. Nhớ có dấu nháy kép. Dấu nháy kép và ở đây chúng ta cũng sẽ có hai dấu nháy kép. Rồi, ở chỗ này thì từ B từ D trở về B thì nó là rc -2. trừ hai trừ hai được chưa rồi tiếp tục chúng ta cái số lượng thì mình nhập rồi tiếp tục đơn giá thì mình sẽ nói là à, .upset 4. ta ghét chấm offset bốn copy xong rồi chúng ta dán xuống đây mình chọn là 4 và cũng copy cái này Ctrl C sau đó chúng ta dán ở đây rồi ở đây mình sẽ hai dấu nháy kép và từ uh, chúng ta đang làm cột đơn giá mà cột đơn giá trở về tới uh, cột B thì nó là một hai ba bốn ở đây là mình cho rc C trừ bốn rồi bây giờ tiếp tục cột thanh tiền cần trên C cần trên V uh, ở đây nó là ta ghép chấm phẩy năm cột thanh tiền thì nó sao nó là um, số lượng nhân đơn giá thì chúng ta có copy cái này. Copy cái này để dán ra. Nhưng mà E12 nó là um, RC-2 có nghĩa là từ cột thành tiền. Chúng ta cần lấy cột số lượng thì ở đây nó sẽ là RC-2 và F12 nó là RC-1. Rồi -1. Được chưa? Tương tự ở chỗ đây, dấu như kép mình cũng double lên. Rồi xong dạ yeah. à, à chúng ta thêm một cái cột đồng code như này nữa để để cho nó đỡ bị lỗi ha nó không bị lỗi if target chấm khao bằng một à, cái này khi mà chúng ta chỉ tương tác vào một ô thôi thì nó mới thực hiện cái này còn nếu mà chúng ta tương tác nhiều thì nó không không thực hiện cái cái sự kiện này And if rồi khi mà chúng ta viết được một đường code như này á thì um, bây giờ chúng ta xóa hết đi ha hiện tại ở đây có công thức chúng ta xóa luôn chúng ta xóa nè, đó thì khi mình kích vào những cái này thì các bạn thấy trên thân công thức nó trống có nghĩa là ở đây mình đã xóa hết công thức rồi. tuy nhiên nhờ cái đường đoạn code này vừa viết cho nên là ở đây mình kích đây, mình chọn là sản phẩm một đúng không? đó, thì các bạn thấy là khi mình kích chỗ đây thì các bạn thấy công thức nó hiện thị ra, đúng không? chính xác luôn. đó. giả sử ở đây mình sửa là là mười, yeah. và cái đơn giá này mình sửa thoải mái. ví dụ như 200 trăm ngàn. đó. thì ở đây hiện tại nó không có, không có công thức đúng không? Nhưng mà sau khi mình chọn lại, lại thành sản phẩm 2 Kích vô chọn thành sản phẩm 2 Thì ở chỗ đây đơn giá nó lập tức nó có công thức Đó, nó, nó trả lại công thức cho chúng ta Mỗi khi mà chúng ta uh, chọn cái 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 mã hàng này Thì nhờ cái đoạn code mà chúng ta vừa viết đây Các bạn hình không? Đó, như vậy thì lỡ mà nhân viên của mình Mình làm cho nhân viên mình nó sử dụng Nhưng mà lỡ mà nó bôi đen Thuần tay nó bôi đen hết như này nó xóa đây Xóa đi thì cái công thức của chúng ta cũng không cần phải phải viết lại mà chỉ cần chọn ở đây chúng ta chọn thì lập tức nó hiện ra, nha yeah. rất là hay ha. Có VBA thì mà áp dụng vô Excel này rất là hay, hay hơn hơn nhiều so với công thức Excel đơn đơn thuần. À. Rồi, đó là cách mà chúng ta đã xử lý xong cái cái việc mà cái công thức trong cái cái hóa đơn của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bước xử lý tiếp. Chúng ta từ từ chúng ta đi, à, cuối cùng nó sẽ được một cái hóa đơn hoàn thiện thôi. Ha. À. À rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý các vấn đề tiếp theo. À, chúng ta cần phải có một cái nút gọi là nút xóa nhập lại ở đây, có nghĩa là sau khi chúng ta lưu hóa đơn xong chúng ta xóa cái hóa đơn này. À, hoặc là chúng ta nhập sai chúng ta muốn xóa để chúng ta nhập lại thì à, mình sẽ ở đây mình sẽ copy cái nút này ra và mình đặt nó là xóa nhập lại hay là nút reset cũng được. À, tiếng Anh thì nó, nó 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 cái chữ đây nó ngắn hơn cái chữ tiếng Việt của mình. Reset và mình cho cái màu này nó là màu à cho nó màu đỏ đi đây thì sẽ đây, bấm nút này thì cái số hóa đơn của chúng ta nó sẽ xóa và tương tự khách hàng này cũng vậy. rồi mình sẽ mở cửa sổ Vbay lên và mình sẽ cho nó viết cho nó một cái sub và các bạn nhớ cái sự kiện thì chúng ta viết trong sheet các bạn thấy cái sự kiện này mình viết trong sheet uh, sheet ba không? nhưng mà cái cái, cái 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 sub mà chúng ta xóa này thì chúng ta phải viết trong cái module. À, chúng ta kích đúp vào module này, à, sau đó chúng ta kéo xuống cuối cùng và mình sẽ viết một cái sub ở dưới đây xap là xóa nhập lại. Rồi, xóa nhập lại thì chúng ta cần xóa cái gì? Chúng ta cần xóa từ B12 cho đến H của 26, đúng không? À của B12 2.H 26.clear content. và chúng ta cần phải xóa cái tên khách, khách hàng này luôn, tại vì mình mình nhập mới mà, đúng không? C C8 C8 thì chúng ta à, vẫn xóa cho nên chúng ta à, các bạn các bạn các bạn để ý này một cái này mọi người hãy sai này nghĩa là ở đây à, chúng ta đang trồng ô từ ô C8 cho đến ô E8 các bạn ô các bạn để ý cái ô khách hàng này thì ở đây chúng ta sẽ không thể nào chúng ta ghi ô C8 ở đây được chúng ta không thể ghi C8 như này được đúng không khi mà chúng ta reset á à, chúng ta chạy chạy code này thì nó bị lỗi ngay đó nên lỗi là chúng ta không thể nào mà thực hiện hành động này trên một cái ô đã bị trộn nếu như mà chúng ta muốn xóa thì chúng ta phải xóa hết cái từ những cái ô bị trộn này luôn có nghĩa là chúng ta trộn ô từ C8 cho tới E8 thì ở đây chúng ta ghi là C8 2 E8 đó chúng ta ghi như này nè thì nó mới xóa được nha đó bây giờ chúng ta thử coi bây giờ mình gán cái, cái 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 xóa nhập lại này vào cái nút này Ctrl về v ra dán ra chúng ta reset này đó các bạn thấy được đúng không à, khi mà chúng ta bấm reset thì đó nó sẽ được à, tuy nhiên thì cái nút reset này cần phải hỏi là bạn có muốn chắc chắn uh, xóa hết hay không nhiều khi mình đang nhập mà tự nhiên cái uh, mình bấm nhầm thì nó xóa cho nên phải có một cái if uh, message box là xác nhận xóa nhập lại ví dụ như thế rồi à uh, VB yes no bằng VB yes đen. Mình xác nhận yes thì nó mới xóa and if. Rồi ok, nhưng mà khi mà mình reset á thì cái số hóa đơn này nó cũng sẽ reset luôn và cái ngày này nó cũng sẽ reset luôn. Số đơn này thường thì mình sẽ cho số thứ tự chạy cho nên số đơn này là số mới nhất. Uh, số mới nhất là số lớn nhất trong cái sheet tổng hợp bán hàng này, có nghĩa là À, trong cái số hóa đơn này um, trong cái số hóa đơn này nó là số 4 rồi thì ở đây nó sẽ chắc chắn à, trong cái hóa đơn này nó sẽ là số 5 cho nên chúng ta phải đặt công thức tại đây là số 5 luôn rồi chưa rồi như vậy thì ở đây à, chúng ta thêm một lần nữa là range của range của gì bây giờ chúng ta đặt công thức ở đây này must must của cái cái cột chi tiết của hàng này được chưa cột a đến a chúng ta sửa lại cho đây cộng một enter thì các bạn thấy nó là số 5 như vậy thì ở đây chúng ta sẽ copy công thức này cần c và chúng ta dán vào cái 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 code này range của ô h 1 sẽ bằng là mở nhé kép ra dán công thức này vào được chưa đó thì ở đây giả sử mình xóa đây đi mình bấm reset bấm yes thì ở đây các bạn thấy là nó sẽ hiển thị công thức lại cho mình và tương tự cái ngày này thì khi mà reset mặc định nó, nó sẽ trở về ngày hiện tại Cho nên ở đây chúng ta sẽ cho là range của H2 H2 là ngày đó Bằng là à, chúng chúng ta sẽ đặt hàm today ở đây luôn Today Mở ngọt đóng ngọt Enter Và chúng ta sẽ copy, copy cái này Đó Chúng ta dán qua đây Được chưa? Rồi Giả sử ở đây mình mình xóa đi Ở bên reset Yes thì các bạn thấy là nó sẽ hóa đơn mới nhất và ngày hiện tại thì ra rất hay như vậy chúng ta làm xong cái này rồi à, Tuy nhiên còn một cái nữa là à, chúng ta lưu thì um, chúng ta muốn là khi lưu cái hóa đơn này thì nó sẽ xóa um, xóa xó trắng cái hóa đơn như chúng ta luôn chứ chúng ta không cần phải làm thêm một bước reset này reset này là để chúng ta muốn xóa um, Muốn xóa lúc nào xóa còn cái này là chúng ta lưu là phải xóa xong phải phải xóa luôn cho nên là chúng ta phải thêm một cái code à, Chúng ta phải chuột chọn Excel macro và chúng ta edit à, Và trong phần cuối hóa đơn này chúng ta ghi là gì Là xóa hóa đơn hiện tại Xóa trắng hóa đơn Không thì chúng ta ghi là reset hóa đơn hiện tại đây Reset hóa đơn hiện tại Rồi và chúng ta sẽ đưa cái code này lên này Ctrl C Và ở đây Ctrl V Dán ra mình không có mình không có cho cái câu if này nữa tại vì ở đây là nó xóa số xó luôn chứ nó không cần hỏi ha rồi bây giờ mình sẽ làm như sau bây giờ mình, à, mình bấm reset này đúng không bây giờ mình sẽ giả sử mình nhập một thêm một cái hóa đơn nữa nha mình chọn là khách hàng à, khách hàng 4 đi rồi mình cho nó là sản phẩm một sản phẩm 2 rồi cho số lượng là 10 à, rồi ở đây là cho 20 mình có thể sửa giá, giá tự do ở đây bây giờ bắt đầu mình sửa giá tự do được rồi rồi 200 rồi sau đó mình lưu bấm lưu rồi bấm yes xong các bạn thấy là cái code này chạy rất là nhanh đúng không ok mình qua đây mình xem hiện tại là đã lưu hóa đơn số 5 đúng không và cái hóa đơn của chúng ta nó nó reset luôn đó Được chưa đây là cái thứ cái thứ nhất à, cái thứ hai mình muốn cải tiến nữa đó là chúng ta sẽ có một cái nút lưu và in là nút lưu không in nếu như để như này á thì các bạn cần phải có hai bước là các bạn in xong rồi các bạn lưu đúng không nó phải phải tốn hai cái hai cái nhấp chuột cho nên mình kết hợp vào hai cái cái nút này vào một cái nút lưu đó là lưu và in và lưu không in ra yeah. ở đây mình sẽ copy cái nút này ra à, copy ra rồi mình sẽ ghi là lưu và in đó. Và ở đây là lưu không in. Lưu không in. Đó. Được chưa? Đó, bây giờ mình đổi màu lại cho nó khác một chút đi. Đây mình chọn lưu và in là cái này, lưu không in là cái này. Được Thì lưu không in nó là cái nút lưu này rồi. Đó, chúng ta xóa nút lưu này đi. Đó, lưu không in là cái cái macro này là là lưu hóa đơn, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sửa lại đi, lưu hóa đơn không in đi. Không in. Đó, sau đó chúng ta copy cái cái shop này chúng ta dán qua cái này. Còn V để dán ra lưu, lưu hóa đơn không in. Rồi chúng ta sẽ viết thêm một cái sub nữa, đó là lưu hóa đơn và in. Đấy nha. Rồi. Bây giờ mình cũng vào cái cửa sổ macro và mình copy cái sub này. Copy cái sub này, đúng không? Copy cái sub này. Chúng ta copy rồi, sau đó mình sẽ dán xuống đây. Mình sửa lại cái tên sắp nó là lưu hóa đơn và in. Và và in. Đấy nha. Thì cái cái lưu hóa đơn và in này thì nó chỉ nó chỉ khác là gì? Nó khác là nó thêm cái lệnh in thôi. Đúng không? Mà cái lệnh in thì mình đã viết trong cái 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 này rồi. Cái lệnh in mình đã viết trong cái nút in 4 này rồi, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần copy cái Excel macro này này mình edit mình copy cái bước này này copy cái này này đó copy cái này rồi mình dán xuống cái chỗ mà cái chỗ mà gì cái chỗ mà lưu và in này lưu hóa đơn và in này đúng không mình mình dán chỗ nào mình mình dán sau cái bước mà lưu và sẽ tổng hợp này à, sau cái phần sắp xếp luôn trước cái phần reset tại vì mình lưu xong rồi mình mới in thì mình lưu xong nhưng mà trước cái phần reset tại vì reset là nó xóa hết hóa đơn rồi đâu còn gì nữa in để in nữa đâu đúng không cho nên là À, hoặc là các bạn có thể cho hoặc là các bạn có thể cho là nó in xong rồi nó mới lưu nhưng mà ở đây mình thích là lưu và in xong lưu và và lưu trước rồi mới in xong nha để chúng ta ở đây chúng ta bấm con trình về đó đây rồi ở đây mình cho nó một cái uh, cái cách đây ha in hóa đơn rồi các bạn hình dung không các bạn cứ làm từ từ ha mình viết code phải làm từ từ thôi không có gì phải vội hết rồi có nghĩa là à, các bạn thấy là ở đây này cái bước là lưu và xếp tổng hợp nào nãy mình à, mình mình có mình có ghi chú lại này lưu và xếp tổng hợp đúng không rồi đến đây mình sắp xếp lại đưa cái hóa đơn mới nhất lên đó sau khi mình sắp xếp xong rồi bắt đầu cái bước này là mình in này đó cái bước này mình in đúng không rồi tiếp theo tới cái bước này là mới reset này đó à, rồi bây giờ mình sẽ copy cái cái tên shop này đó. mình gán qua cái nút nút in rồi bây giờ mình thử nha hiện tại nó đã, đang hóa đơn số 6 đúng không chúng ta sẽ cho nó là cái khách hàng này đi mình sẽ chọn mã hàng đây rồi số đường là 10 cái rồi hóa đơn tiếp ví dụ mình chọn hai cái đi ha rồi 20 rồi ví dụ như thế bây giờ mình bấm lưu in thì nó có bị lỗi gì không nha Lưu và in à, nó, nó bị lỗi Lỗi là lý do là ở đây mình bị khai báo trùng mình bà, khai báo hai lần ở trên đây mình đã khai mình đã khai báo dim biến y này rồi thì ở dưới đây nó bị trùng này thì mình sẽ bỏ đi đúng không à, còn không á à, còn không đơn giản thì các bạn sẽ làm như sau à, các bạn sẽ sẽ đưa cái sấp này này xuống đưa cái sấp này xuống cái chỗ này cái chỗ lưu và in này mình xóa mình xóa cái chỗ này này nha mình xóa cái đoạn in này này thay vì mình cấp bi hết cái sấp những cái lệnh trong cái 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 sấp in hóa đơn thì mình sẽ thả cái in hóa đơn vào ở đây thôi để chưa thả cái in hóa đơn vào chỗ đây thì nó sẽ chạy tới đây và nó lần lượt nó sẽ đi đi qua các lệnh này để nó in đó các bạn hình dung không đó, thì mình chỉ cần là thả cái cái cái, cái sub in hóa đơn ở xuống đây thôi được chưa rồi bây giờ mình sẽ chạy thử nha chạy thử này lưu vị in nè bấm vô đây xác nhận lưu hóa đơn bấm yes rồi đã xong bây giờ nó sẽ nó lưu nó in cho mình một cái bản pdf này đúng không bây giờ mình mình lưu ra mình để cho mình coi đó các bạn thấy không hiện tại là hóa đơn các bạn có thấy một cái gì đó sai sai không Hồi nãy mình làm số 6 nhưng mà in ra số 7. Cái phần hóa đơn này là đúng rồi. Phần hóa đơn là đúng rồi. Ở ở trong đây nó lưu cũng là lưu số 6. Nó lưu lưu số 6, nhưng mà nhưng mà in ra là in số 7 ở đây. Các bạn thấy nó một cái, cái nếu mà mình viết code mà tinh tế thì mình sẽ thấy ở đây nó sai cho nên nè. Đó. Và hình như không. Ở trong đây nó lưu mới nhất là lưu số 6 ngày 15 tháng 9 này đúng không? Nhưng mà cái cái trong đây nó in in số 7 lý do tại sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu không đây các bạn dùng là các cái bước của nó đây mình mở lại cái cái code VBA để mình giải thích nha các cái bước của nó này là nó sẽ đầu tiên nó sẽ lưu vào sheet tổng hợp lưu vào sheet tổng hợp thì khi mà nó lưu vào sheet tổng hợp này thì trong sheet tổng hợp này nó là nó mang số số tiếp theo là số 6 đó thì khi đó cái công thức ở ngoài này nó sẽ chạy các bạn thấy là cái chữ mass này không nó chạy không đó thì nó sẽ chạy thành số 7 nó sẽ chạy thành số 7 ở đây tại vì cái công thức nó tính lại mà đúng không nó chạy thành số 7 nó chạy thành số 7 ở đây cho nên là nhất thiết là mình sẽ không để cái công thức ở chỗ này mình không để cái công thức chỗ này thì mình sẽ biến cái công thức chỗ này thành cái giá trị luôn như vậy thì ở trong cái, cái chỗ reset này này reset này này mình sẽ cho range của H2 cái chỗ reset này là mình biến mình mình copy mình dán dạng value luôn copy sau đó mình chọn là value bằng H2 chấm value như này đó và mình cũng copy vô lên cái chỗ mà reset này đây copy lại ha copy một dòng thôi một dòng để mình thêm lên thêm lên này thôi ha rồi cái đây là lưu cái này là lưu và in, chúng ta thêm phần là lưu không in nữa. Đó, thấy chưa? Rồi. Thì khi mà mình mà chọn reset như này á thì ở chỗ đây nó là à, uh, reset à, uh, H1 chứ, nãy mình nhầm rồi, H1. Ở đây là H1 chứ không phải là H2, H1. Sửa này là H1. Đây là H1 à, sửa cái này luôn h1 luôn đây h1 rồi h1 bây giờ mình thử nha bấm reset ok thì ở đây nó là số 7 đó nó không phải là công thức cho nên khi mình lưu thì ở đây nó cũng vẫn là số uh, số 7 chứ nó không có bị ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta lưu ở đâu hôm nay thì chúng ta thử lại nha giờ mình chọn là khách hàng khách hàng 2 đây mình chọn một sản phẩm ở đây rồi ở đây là 10 đúng không rồi bây giờ mình lưu và in này, lưu và in. Yes. Rồi xong. Hóa đơn lưu rất là nhanh luôn. Rồi mở lên coi. Đó thì các bạn thấy là mình in vẫn là số 7 ha. À, đây là cái hóa đơn in rất là ok ha, tuyệt vời. À, và cái đây nó tự động nó chuyển cho cho, mình thành số tiếp theo là thành số 8. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý tiếp này. À, các bạn thấy là cái chỗ tên khách hàng này thì mình sẽ chọn những cái tên khách hàng có sẵn đúng không? nhưng mà uh, khi mà một khách hàng mới tới thì uh, theo cái, cái 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 cách mà bình thường thì khi một khách hàng mới tới thì mình sẽ thêm vào clear list khách hàng này chúng ta thêm vào đây đúng không? rồi xong rồi sang cái hóa đơn này chúng ta mới chọn như vậy thì nó mất đi một cái bước mất mất đi nó tốn cho chúng ta một cái bước đó là chúng ta phải thêm rồi qua đây chúng ta chọn mà bây giờ chúng ta không làm như vậy. Chúng ta làm sao để khi mà một khách hàng mới tới thì mình nhập mình nhập cái khách hàng mà khách hàng mới ở đây, tên tên khách hàng mới, số điện thoại và địa chỉ và ghi chú ở đây luôn. Rồi khi mà mình lưu, lưu và in hoặc là lưu không in thì nó sẽ tự động nó lưu cái tên khách hàng này vào trong danh sách khách hàng này luôn. Chứ không, chúng ta không cần phải điền trước. Được chưa? Đó, thì để làm như thế để mà chúng ta chúng chúng ta làm được cái chức năng như thế thì chúng ta cũng tương tự chúng ta cũng sẽ à, biến những cái công thức ở cái chỗ địa chỉ điện thoại ghi chú này thành code VBA luôn nha để khi mà chúng ta gõ cái cái khách hàng mới á, thì công thức nó bị mất nhưng mà khi mà chúng ta chọn lại khách hàng cũ thì công thức nó vẫn hiện ra giống như ở cái mục mà mã hàng tại hàng này đúng không? thì bây giờ chúng ta cũng sẽ phải chuột chúng ta chọn là view code vào cái sheet hóa đơn bây giờ chúng ta sẽ lập trình sự kiện ở trong cái sheet hóa đơn đó chúng ta chọn view code ở đây hoặc là các bạn có thể là mở cửa sổ eBay và các bạn có thể kích vào cái sheet sheet ba này cũng được nha, sheet hóa đơn này. đó. hồi nãy là chúng ta sự, chúng ta lập trình sự kiện cho cái thao tác từ B12 tới B26 là cái cột này. bây giờ chúng ta sẽ lập trình sự kiện cho cái khi mà chúng ta thay đổi cái giá trị ở cái cái OC C8 này. như vậy thì chúng ta copy hết cái lệnh này, chúng ta dán xuống đây. nha. dán xuống và chúng ta thay đổi cái ô này. C vùng này thành cái ô C8. C C8, được nha Mà khi mà chúng ta thay đổi C8 thì nó sẽ làm những cái việc gì như sau. À tương tự à, ở đây chúng ta cũng là if target trong khao bằng 1 thì mới thực hiện. Thì ở đây à, nó chỉ có một ô thôi, à, 3 ô. Thứ nhất là ô điện thoại là ô G8. Chúng ta khi là ô range của ô là gì? G8. Sẽ bằng À sẽ bằng cái công thức này, chúng ta copy công thức này xuống. Rồi, bằng Ở đây chúng ta cho nó dấu nháy kép double. Được Và ở đây chúng ta không cần phải erc gì hết tại vì ở đây nó sẽ cố định tại một ô G8 thôi, cho nên ở đây nó là sẽ là C8. Còn ở trên đây mình cho erc lý do là chúng ta có nhiều hàng, nhưng mà ở đây chỉ có một ô thôi thì chúng ta để nguyên như này. À, được không? Rồi, tiếp tục bây giờ là orange của ô là gì à, c c chín đúng không copy xuống c c 9 ở đây mình sẽ chọn là gì copy công thức này xuống rồi chúng ta dán như đây mở như kép tương tự ở trên giống như kép này cũng double và ở đây cũng tương tự ha rồi tiếp tục còn một ô nữa thôi là o, g g chín lên của G 9 Xóa này đi Sở bằng Tương tự copy công thức Copy Rồi Đập Ok, được rồi Bây giờ mình thử coi nha như vậy, giả sử mình mình xóa hết cái này coi số hết nè Xóa hết rồi xóa hết, không, trắng không có công thức gì đúng không? Bây giờ mình chọn khách hàng này, rồi chọn khách hàng một, đó các bạn thấy là tự động nó hiện hiện thị công thức không? Cho dù mình xóa rồi, hoặc là mình nhập cái Ủa ở đây công thức nó chưa ra, OG oh, chưa ra. G8. À đây G9 chứ không phải là G. Đây là G G9, không phải là C9. Đây mình chọn lại coi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, um, tiếp theo, chúng ta đã xử lý xong cái phần công thức này rồi ha. Bây giờ tiếp theo là chúng ta đã gõ tên khách hàng mới ví dụ như là uh, anh Hùng bấm enter các bạn thấy là lúc nãy mình chọn là data validation á thì khi mình nhập cái 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 tên mới nó không cho thì các bạn sửa lại cho đây một xíu ha các bạn vô là data data validation nhớ chọn cái ô này ha đây và ở đây mình chọn list là bình thường rồi ở đây các bạn chuyển vô cái thẻ cái thẻ là error alert này à, các bạn bỏ check cái mục này đi cái check này có nghĩa là sao cái check này nếu mình chọn như này thì ở đây là cái mục stop á thì nó sẽ hiển thị là gì nó sẽ hiển thị là à, nó nó hiểu là chúng ta chỉ bắt buộc bắt buộc nhập từ list có nghĩa là bắt buộc chọn từ cái list này chứ không được nhập giá trị nào khác ngoài cái list đó à, chúng ta cần phải chúng ta cần nhập giá trị ngoài ở ngoài thì chúng ta bỏ cái thông báo này đi chúng ta bấm ok ra yeah, thì bây giờ chúng ta nhập bình thường rồi à, chúng ta có thể chọn ở đây hoặc là chúng ta chọn chúng ta gõ một giá trị tự do ở ngoài vào ví dụ như mình chọn là anh hùng Long An đi ví dụ vậy đó rồi mình sẽ nhập điện thoại của anh hùng vào như là đó yeah. và địa chỉ ví dụ như là Long An rồi ghi chú ghi chú là gì à, giao lúc 8 giờ này ra yeah. đó ví dụ như chúng ta có bốn cái thông tin như này rồi chúng ta chọn Chúng ta chọn Thì khi mà mình muốn lưu và in uh, Cái hô uh, đơn này thì cái tên này Nó cũng sẽ lưu qua cái mục một khách hàng này Đó, thì chúng ta sẽ viết sức như sau Chúng ta mở cửa sổ VBA lên Chúng ta kích vào cái module 1 Đấy nha và chúng ta viết tiếp ở dưới là một cái sub hoặc là các bạn có thể là tạo một cái module mới cũng được ví dụ như cái module này nó dài rồi thì mình tạo một cái mô mới cũng được ha Rồi mình sẽ viết một cái sub Tạo một cái mô mới đi Insert mô Mình ghi là cái sub là thêm khách hàng mới Đó Đầu tiên là mình để mình muốn thêm được cái khách hàng này và trong cái sheet Trong cái sheet khách hàng Thì chúng ta phải xét xem Là cái tên này Nó có tồn tại trong cái list hay chưa Thì rồi mình mới thêm đúng không như vậy thì ở đây chúng ta cũng đi một vài biến đêm biến lr slon để chúng ta tìm dòng cuối của cái sheet khách hàng đi một cái biến uh, Sheet ship, nguồn s worksheet worksheet rồi đi uh, cái sheet đất s worksheet Đúng không? Rồi chúng ta set sheet nguồn sẽ bằng là sheet à, chúng ta cho sheet nguồn là sheet hóa đơn này ha. Chúng ta copy chúng ta dán về đây. Set sheet đất sẽ bằng là sheet thì gì? Sheet khách hàng. Đó mình 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 khai báo cái đó để mình viết code cho nó lẹ. Rồi, bây giờ chúng ta nếu nè. Nếu bây giờ để mà chúng ta để chúng ta biết được cái cái hàng này nó có tồn tại nó có có trong này hay chưa thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm gì hàm khao if đúng không như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta mượn mượn một cái ô ở ngoài ở ngoài cái hóa đơn này giả sử như bây giờ mình mượn cái ô b 1 này đi chúng ta sẽ cho một cái hàm là khao if khao if được chưa khao if của cái cái ren này cái ren là cái khách hàng này này thì chúng ta chọn nguyên cục B này luôn đi ha à, ở đây mình chọn là cục B nguyên cục B luôn phải của cái khách hàng này cái này chúng ta bấm enter đúng không thì khi mà đã đếm cái số này bằng không á thì có nghĩa là cái cái ô này là cái tên này nó không nó chưa có xuất hiện trong cái sức khách hàng đó như vậy thì chúng lúc này chúng ta mới thêm như vậy thì ở đây trong cái code này chúng ta ghi là if range của range của ô B1 B1 chấm vào lưu mà bằng không thì đen em thì chúng ta mới thêm nếu nếu là b 1 nếu mà nếu chưa có trong danh sách thì thêm dạ yeah. chưa chưa trong danh, danh danh sách thì thêm thêm ở đâu thêm vào sheet khách hàng thì chúng ta cần phải tìm dòng cuối của cái sheet khách hàng này để chúng ta thêm ở dưới đây đúng không ở đây chúng ta ghi là Um, lr chúng ta tìm là lr, LR bằng là sit chúng ta width đi width sit đất uh, rồi and width rồi lr là bằng gì chấm range của uh, cái sheet khách hàng này là chúng ta lấy cục B đúng không? Cục B B Và rau trong khâu Đây là công thức tìm dòng cuối thì quá quen thuộc rồi các bạn ha chấm in xlup chấm rau và cộng một tại sao phải cộng một à, như mình đã nói ở phần trước rồi cứ nghĩa là tìm ra dòng cuối thì nó sẽ hiển thị dòng này thì chúng ta cần ghi vào cái dòng này cho nên chúng ta phải cộng một nữa đúng không chúng ta cần ghi dưới một dòng rồi bây giờ chúng ta mới ghi vào này ghi vào chấm ren của ô b và lr chấm value sẽ bằng chúng ta gán vào ha gán cái ob này bằng cái tên cái tên tên khách hàng là oc c8 bằng là xích nguồn chấm ren của OC c8 chấm value tương tự chúng ta copy xuống bốn cái dòng nữa bốn thông tin mà 1 hai ba bốn mình có thể ghi chú vào đó là tên khách hàng dưới đây là điện thoại Dưới đây là địa chỉ Và ghi chú Được không? Ở đây là B C D E Tương ứng với bốn cột trong sức hàng này nè B C D E này đúng không? Rồi Địa điện thoại nó là Nó là ô số G8 G8 Đúng không? địa chỉ nó là ô C9 đây là C9 và ở đây là ô G9 đó như vậy là xong rồi đây là xếp thêm khách hàng mới đúng không rồi sau khi chúng ta viết xong cái sub thêm khách hàng mới bây giờ chúng ta chạy thử nha thử nó có thêm không nha bây giờ đây giờ mình chạy thử mình bấm này bấm play này rồi chúng ta xem khách hàng này có thêm không? Đó, các bạn thấy nó thêm đúng không? Đó. Rồi, giả sử như bây giờ chúng ta chạy nữa một lần nữa coi, nó đã có rồi đúng không? Thì ở đây chủ, cái chỗ B1 này nó nó thành một. Bây giờ chúng ta bấm play thì nó có thêm nữa không? Bấm play. Các bạn thấy nó không thêm gì hết, đúng không? Đó, như vậy có được của chúng ta chính xác rồi. Bây giờ cái shop này chúng ta copy cái tên shop. Chúng ta dán vào cái cái nút này. Chúng ta dán vào cái nút mà lưu và in mà lưu không in này, chúng ta phải chuột chúng ta extra macro, chúng ta chọn edit để chúng ta sửa cái sắp đó và chúng ta thêm chúng ta thêm ở đâu à, chúng ta thêm thêm ở chỗ nào ở đây là chúng ta đưa vào cái, cái mảng này đây chúng ta thêm vào trước khi mà chúng ta lưu data trước khi mà chúng ta lưu vào cái sự tổng hợp này chúng ta ghi là thêm khách hàng mới nếu có đó và chúng ta dán cái sub đó ở đây để cho coi như là chạy tới đây xong nó lưu khách hàng mới luôn sau khi lưu khách hàng mới thì nó mới mới lưu cái data vào sheet tổng hợp sau đó nó sắp xếp sắp xếp rồi mới in in reset reset cái phiếu bây giờ nó cứ từng bước như vậy ha rồi à, chúng ta copy cái này chúng ta dán vào cái nút là lưu không in luôn đây lưu lưu và in đúng không đây đây là cái sub lưu không in này thì bây giờ chúng ta dán ở cái chỗ là đây trước khi trước khi lưu tổng hợp này thêm vào khách hàng mới nếu có đó chúng ta dán vào được yeah, ok như vậy xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta ví dụ một cái ví dụ tổng quát xem sao nha chúng ta bấm reset đây đi rồi hiện tại nó là phiếu số 8 bây giờ chúng ta sẽ à... nếu mà reset thì ba cái ô này nó đều là trống luôn đúng không nhưng này hồi nãy chúng ta ghi thiếu nhưng mà kệ nó chúng ta chọn khách hàng mới thì nó nó nó, nó sẽ trống như đây thôi là chúng ta ghi là anh hùng quận 7 đi anh anh hùng quận 7 enter thì các bạn thấy là nó trống ở đây rồi bây giờ mình sẽ ghi là điện thoại là chín nó mình ghi đại ha rồi địa chỉ địa chỉ là quận 7 ghi chú à, ghi chú là trống đi không không, có ghi chú rồi bây giờ anh bán cho là những cái món nào ví dụ ở đây ví dụ như ở đây số lượng là 10 20 đó ví dụ như thế bây giờ chúng ta lưu và in luôn ha chúng ta làm một lọt luôn lưu và in à, chúng ta có thể sửa ngày cũng được ví dụ như cái ngày này ha, chúng ta sửa là ngày 16 tháng 9 à, mình thích vậy ha đó, lưu và in yes đó, các bạn thấy là có chúng ta chạy rất là nhanh ha rồi giờ mình lưu xe lại đó anh hùng vậy ok ha rồi xong rồi bây giờ mình mới sang cái sheet tổng hợp bán hàng mình kiểm tra à, nó đã có số 8 rồi bây giờ mình kiểm tra sheet khách hàng đó các bạn thấy nó nó hiện là anh 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 hùng 7 rồi đúng không ok chuẩn nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là cái hóa đơn nó không bị xóa chúng ta reset chúng ta xóa phần hóa đơn này luôn đi à, ren của cái ô uh, g g 8 h 8 chúng ta thêm vào ha G8 H8 Rồi ô G9 H9 H9 Tại sao nó là G9 H9 là mình nãy mình nói hết Tại vì nó trộn ngô Rồi cái đây là C9 tới E9 C9 2 chấm E9 Rồi à, Tương tự mình copy cái này lên Những cái chỗ reset lúc nãy đây reset đây đây. Đó, mình vừa làm vừa sửa lỗi tới đâu mình sửa tới đó, đó reset rồi ok sau khi chúng ta có nút lưu và in và lưu không in thì cái nút in bốn này mình bỏ đi xóa nó đi Đấy, rồi nút reset mình đã nằm ở đây rồi bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp những chức năng khác của hóa đơn để nó chuyên nghiệp bài bản hơn à, có một vấn đề ở đây là À, giả sử người dùng họ nhập một cái số hóa đơn mới nhưng mà họ nhập à, trùng với một cái số hóa đơn đã có. À, giống như đây. À, hiện tại thì hóa đơn của chúng ta đang tới số 8. Nhưng mà à, lỡ mà người dùng họ, họ nhập số 8 như này và bắt đầu họ nhập, nhập tiếp họ nhập tiếp. Ở đây, giả sử như họ, họ nhập thêm một cái hóa đơn số 8 nữa. Đó. thì khi mà họ lưu như này, lưu và in hoặc lưu không in thì cái hóa, số hóa đơn này nó sẽ trùng với cái số hóa đơn đã có. Như vậy thì không được, không được phép, điều đó không được phép ha. Như vậy thì chúng ta cần phải kiểm soát được là cái số hóa đơn này nó đã có hay chưa. Đó, nếu chưa có thì chúng ta mới cho nó thêm, còn nếu có rồi thì nó sẽ cảnh báo cho chúng ta và nó chuyển sang một hướng xử lý khác. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái lỗi này như sau. Hồi nãy mình cái OB1 này mình ghi là kiểm tra khách hàng đúng không? khách hàng bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ô B2 để chúng ta kiểm tra hóa đơn kiểm tra hóa đơn đã có đúng không mình ghi chú lại để sau này mình mình dễ dàng chỉnh sửa và nâng cấp ha rồi đây đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ dùng một hàm à, khao ít để chúng ta đếm thử xem cái số hóa đơn này đã, đã có trong cái tổng hợp bài hàng này hay chưa thì mình sẽ sử dụng là hàm gì hàm khao ít khao ít của cái cái cột a này A ha. Phải trong cái số đơn này. Enter. À, nếu mà nó bằng không đó, thì có nghĩa là chưa có thì chúng ta cho thêm. À, ví dụ như ở đây số 9 này. Chưa có này. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa code lại ở đây. Chúng ta sẽ phải chuột vào nút lưu. Cái, cái sub lưu in này. Chúng ta chọn edit. Nếu. If. Nếu. nếu là gì nếu uh, range của cái ô B2 mà bằng bằng lớn hơn không range của B2 chấm value mà lớn hơn không thì thì chúng ta là sao and if thì là chúng ta sẽ hiện ra một cái cảnh báo là số hóa đơn đã có trong danh sách à, đã có trong uh, um, đã tồn tại đi đã tồn tại rồi. vui lòng sửa lại số hóa đơn số hóa đơn rồi nó sẽ à, ở đây chưa có dấu như nháy và mình sẽ cho là vb uh, critical và sau này nó à cái chỗ này mình không có dấu dấu ngoặc kép nha không có giống như cần lật đơn nha và mình sẽ exit exit cho đây luôn đây luôn đó bây giờ mình thử coi giả sử mình nhập số 8 thì hiện tại ở đây nó số 2 đúng không là bấm lưu và in thì nó báo là số đơn đã tồn tại vui lòng sửa lại số đơn đó và nó exit luôn nó không làm gì nữa đúng không rồi bây giờ mình sẽ copy này cho cái cái sub mà luôn không in luôn hai cái tại hai cái giống nhau mà đúng không rồi nếu mà hay hơn nữa thì chúng ta sẽ sửa lại cái code như sau Nếu mà hay hơn nữa nha Nếu mà hay hơn nữa Chúng ta sẽ sửa lại một code là nếu if messagebox Bạn không ghi là bạn vui lòng sửa lại hóa đơn mà Không ở đây là ghi là gì Không thể lưu Rồi Chúng ta sẽ là Ship uh, uh, Và VB new line simp gạch, chúng ta cho nó nó xuống dòng đi ha, tại nó dài quá. <laughs> Rồi, chúng ta sẽ ghi là bạn có muốn cập nhật bạn có muốn tạo hóa đơn mới nhất không? Hóa đơn mới nhất không? Đó. Phải. Và ở đây mình sẽ cho nó là VBZNO chứ không phải là VBZNO Đấy Xem thấy nó có lỗi gì VB New Line Ship gạch à, Mình thiếu Ở đây đóng ngoặc lại Vàng bằng VBZ VBZ Đấy ra Đen à, Có nghĩa là nếu mà người dùng mà họ chọn là à, Z á, Thì mình sẽ làm như sau Mình bỏ cái AC Shop này đi ở đây mình ghi là else and mm. if nếu mà họ chọn Z thì xử lý cái lệnh trong này còn nếu chọn no là xử lý cái lệnh trong này à, ở đây nó bị lỗi gì nó hiện màu đỏ này mình sẽ xem à, chúng ta bị nhầm chỗ đây ha cái dấu như kép nó nằm ở sau này à, chỗ đây chúng ta thiếu một cái dấu và ở đây và, à, và. đó, và nếu mà À, nó, hiện một cảnh báo là hóa đơn đã tồn tại bạn có muốn không thể lưu bạn có muốn tạo hóa đơn mới nhất không nếu người dùng à, chọn có thì chúng ta sẽ cập nhật số hóa đơn mới nhất ở đây thì ở đây nó sẽ có cái công thức là gì hồi nãy chúng ta chúng ta làm đó bằng đúng không là cái, cái công thức này là bằng mask này mask của cái cái cục a này cục a này à, chúng ta cộng một đúng không bằng cái công thức này đúng không là chúng ta copy công thức này đó. Chúng ta dán như đây. Range của H1 sẽ bằng là cái công thức này. Và sau đó chúng ta range cái H1. chấm value bằng chính nó luôn, value luôn. Và sau khi nó tạo hóa đơn mới nhất thì mình sẽ chọn là exit sub còn nếu mà người ta chọn no, thì mình ở đây mình exit sub luôn nha mình không có thực hiện bước này đó À, mục đích của cái cái bước này á là giúp cho người dùng có thể là cập nhật số hóa đơn mới nhất ở đây luôn mà người dùng không cần phải kích vào cái bảng à, tổng hợp bán hàng để xem nó tới phía bao nhiêu rồi để nhập thủ công cái cách đó là rất thủ công ha bây giờ mình thử nha bây giờ mình thử này à, ở chỗ đây mình mình sub ở đây luôn thêm một lần sub nữa cho chắc ha rồi bây giờ mình thử này hiện tại giả sử như nhập số 8 ở đây đó. thì ở đây các bạn thấy là đã có nó lớn không đã có mình bấm lưu và in này lưu in à, à lưu không in mình copy cái này lên lưu và in luôn lưu và in này dưới đây luôn này copy dán xuống này luôn rồi ra bây giờ mình lưu và in này đó số hóa đơn này tồn tại không thể lưu bạn có muốn tạo hóa đơn mới nhất không nếu mình bấm yes thì ở đây nó hiện số 9 như mình luôn được chưa? còn ví dụ như ở đây nếu số 8, mình bấm lưu in không in bấm nô no, thì nó không có chuyện gì sẽ xảy ra hết. đây các bạn thấy không? nó à, rất là hay nó làm cho mình tự động á. À, rồi đến đây là coi như là cơ bản là mình đã hoàn thành xong cái hóa đơn bán lẻ một cái, xuất hóa đơn bán lẻ một cách bình thường đúng không? À, chúng ta đã viết được là à, xuất hóa đơn thêm cái hàng mới và bảy lỗi những cái cái lỗi mà chúng ta vừa vừa xem xét. bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần mà không kém phần quan trọng đó là in lại hóa đơn và sửa hóa đơn được không? có nghĩa là khi một cái hóa đơn, à, khi một cái hóa đơn mà chúng ta đã lưu trong này rồi, nhưng mà khách hàng họ đổi ý, ví dụ giả sử cái hóa đơn số 8 này họ mua hai món rồi, nhưng mà họ đổi ý họ muốn thêm một món nữa, hoặc là họ có thể là bỏ đi một món, hoặc là chúng ta hay là à, họ thay đổi cái số lượng, thì làm sao để chúng ta có thể sửa được hóa đơn đó? hoặc là ví dụ như à, mình muốn in lại một cái hóa đơn nào đó, giống như ở trong đây, à, số 1, số hai số từ số 1 đến số 8. Bây giờ mình muốn in lại hóa đơn số 4 mình đưa cho khách thì làm sao để mình in lại? Đó, cái đó cũng là một cái vấn đề quan trọng nha. Chúng ta sẽ có viết thêm ba cái chức năng. Một chức năng là sửa hóa đơn, một chức năng là xóa hóa đơn và một chức năng là in lại hóa đơn. Đó các bạn hình dung không? Được Thì hoàn thành xong ba cái phần đó thì coi như là chúng ta đã có một cái phần mềm rất là chuyên nghiệp để chúng ta sử dụng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng bước ha. À, việc đầu tiên chúng ta viết um, một cái một cái chức năng đầu tiên đó là chức năng in lại hóa đơn. In lại hóa đơn nghĩa là sao? thì ở đây cái số đơn này chúng ta có thể tạo một cái list chúng ta tạo một cái list box ở đây cái uh, cái data validation á để chúng ta uh, chọn những cái hóa đơn đã tồn tại chọn cái những hóa đơn đã tồn tại trong cái tổng hợp bán hàng này này thì uh, ý tưởng của chúng ta là khi mà chúng ta chọn hóa đơn đó thì những cái thông tin của cái hóa đơn đó nó sẽ lót ra lại cho chúng ta nó sẽ tạo, nó sẽ đưa ra đây cho chúng ta in lại nha cụ thể là ví dụ như ở đây trong này có hóa đơn số 4 bây giờ mình muốn in lại hóa đơn số 4 đúng không mình chỉ cần nhập số 4 vào đây bấm enter thì những thông tin sản phẩm của hóa đơn số 4 và khách hàng nó nó hiện ra đây hết và chúng ta có một cái nút in lại chúng ta tạo một cái nút in lại ở đây thôi chúng ta bấm in lại để ra như vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái list data validation ở đây đây chúng ta chọn ở đây À, mình chọn vào cái ô H4 này ha, mình chọn là Data Validation. Sau đó mình chọn ở đây là cái List và cái số thì cái số thì mình lấy ở đâu? Mình lấy cái bên à, à, tổng hợp bán hàng này đúng không? Mình chọn nguyên cục A này đúng không? Từ bốn số này giả sử như này, mình cho nó là một một trăm ngàn hóa đơn đi, mình gọi một trăm ngàn. Ở giả sử như thế, oh, ok. Nếu như vậy thì các bạn thấy là trong này các bạn thấy những cái số hóa đơn của mình nó trùng nhiều lắm. Ví dụ số đơn số 4 thì nó sẽ tới bốn dòng Thấy chưa? Đó. Thì cái cách này nó không hay Cách này hoàn toàn không hay Và cách này rất là gọi là amateur đó. Cho nên là chúng ta cần phải viết một cái sức Để chúng ta à, chúng ta lấy những cái số hóa đơn không trùng đó. Cái ý tưởng của chúng ta là như thế Thì theo cái cách thông thường mà Excel nó sẽ làm á, Thì mình sẽ copy cái, cái những cái hóa đơn này ra này Copy nguyên cục A này ra luôn Sau đó mình sẽ dán sang một cái sheet khác dán ra một sheet khác như này và mình sử dụng cái cái chức năng là data uh, remove duplicate cái chức năng này để chúng ta bấm ok thì tự động nó sẽ lọc ra cho chúng ta những cái số đơn không trùng à, tuy nhiên à, nếu mà sau này dữ liệu chúng ta khoảng 100 ngàn dòng thì cái cách này nó rất là chậm à, cái cách mà copy ra xong sử dụng chức năng này này thì nó rất là chậm cho nên là à, chúng ta cần phải sử dụng một cái code VBA chúng ta sử dụng cái uh, uh, dictionary trong vba ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết cái sub để chúng ta lấy cái uh, cái hóa đơn không trùng bằng uh, dictionary nha là bây giờ tương tự mình cũng mở cửa sổ vba lên mình viết vào module 2 đi ha sub mình viết cái sub gọi là lấy hóa đơn không trùng nhau à không ghi là cái, lấy số hóa đơn thôi được nha yeah. rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến như sau à, chúng ta có là dim cũng tương tự dim xích nguồn xích nguồn s worksheet à, worksheet tương tự xích đích chúng ta copy cho là xích đích s worksheet rồi đi một cái lr để tìm dòng cuối s long dim y s long uh, một cái nữa dim dictionary s object đó, đây là một cái đích đây là một cái, cái kiến thức mới ha Rồi sau đó chúng ta set set, uh, set, set, set nguồn set nguồn bằng cái set uh, set nguồn bằng set này này bằng cái sheet uh, tổng hợp bán hàng này ha chúng ta uh, copy à, chúng ta dán ra đây rồi sau đó chúng ta tìm dòng cuối lr à, uh, width đi chúng ta chọn là width sheet nguồn and with tại vì chúng ta sử dụng nó nhiều lần mà đó là lr bằng chấm range của range của cột nào thì các bạn thấy là trong cái số đơn nó nằm ở cục A thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cục A và rau chấm khao in is love. cái công thức này nó quen thuộc rồi ha các bạn ha in chấm chấm rau được chưa à, và chúng ta cần thiết là chúng ta phải đi một cái mảng R đi một cái biến mạng À, sau đó chúng ta gán cho cái mảng này ARR này Sẽ bằng là gì ARR là bằng là chấm REN của REN của xích nguồn Từ OA A4 cho đến A, LR A4 2.A và LR.Value Sau đó chúng ta sẽ cho một cái vòng lặp chạy từ phần từ đầu đến phần từ cuối for uh, For i e bằng 1 2 u bao rr phải 1 next y đó à. rồi à, chúng ta viết một câu lệnh như sau nếu not à chúng đây ở đây chúng ta quên set dict rồi chúng ta set set dictionary sẽ bằng là gì create các bạn viết uh, đúng nha đừng có sai nếu sai cho đây thì nó không ra offset phải đúng 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 từng chữ rồi mở mở ngoặc rồi mở như kép scripting chấm dictionary đó rồi chúng ta sẽ thì ở đây chúng ta là nếu uh, if not it chấm exit mở ngoặc ra r phải y phải một đen and if thì sau đó chúng ta sẽ edit này edit chấm s của cái r này y phải phải một này được yeah. chưa thì sau khi mà nó lọc ra từ từ đầu đến cuối những cái nào không trùng thể, chưa tồn tại thì nó thể sẽ thêm vào đây ở đây chúng ta thêm uh, phải nó gồm có key và item thì chúng ta thêm uh, giống nhau luôn ha thì sau khi nó thêm xong thì chúng ta sẽ dán ra uh, dán cái cái list này ra ở một cái sheet uh, chúng ta đặt cho ta cái tên này gọi là sheet, uh, sheet list đi nha sheet list và chúng ta sẽ dán ra từ ô A1 ô A1 chúng ta số định dạng ở đây ha chúng ta dán từ ô A1 này thì cái cái cấu trúc cái cú pháp dán nó sẽ là như sau ở trên đây thì chúng ta sẽ xét cái sheet đích bằng cái sheet list luôn sheet đích bằng sheet sheet list à. rồi chúng ta dưới đây là chúng ta with sheet list uh, sheet đích and with à, trước khi mà dán ra thì chúng ta cần phải xóa những cái hóa đơn cũ đi hóa đơn đó hóa đơn cũ là ở cái cục A này đi Vậy chúng ta sẽ xóa là chấm range của A2 A 2.A luôn chấm clear container luôn xóa hết cột luôn sau đó chúng ta sẽ chấm range của A1 chấm resize các bạn ghi giống như vậy cho mình ha resize của dit chấm phải một chấm value sẽ bằng là gì application chấm transport mở ngoặc ra dis chấm key nhớ con s nhớ có s nha rồi đây là một cái um, cái súp để chúng ta lấy được cái số hóa đơn không trùng rồi bây giờ mình uh, mình bấm play thử xem sao nha bấm play đó các bạn thấy không thì nó sẽ hiện cho chúng ta là từ số 1 đến số 8 hóa đơn là mới nhất nằm ở trên thấy không đó thấy yeah. chưa và cái công việc của mình là gì mình chỉ cần là ở đây mình mình sửa lại cái data validation ở đây data đây mình sửa lại không phải là cái tổng hợp bán hàng nữa mà mình sẽ sửa lại cái suột này bằng cái sheet list này chúng ta cho nguyên cục a luôn được yeah. chưa bấm ok đó bây giờ mình chúng ta chọn này Để các bạn thấy là kích chúng ta kích lên là chọn hàng là chúng ta gõ cũng được vì số 4 gõ vô cũng được thấy yeah. chưa số 5 và tương tự để mà mình có thể gõ một cái số mới nó không báo lỗi thì mình cũng bỏ cái chức năng thông báo này đi giống như lúc nãy chúng ta vào error alert chúng ta bỏ chết này đi thì chúng ta có thể dễ dàng nhập được số mới ở đây ví dụ như số 11 chẳng hạn Đấy chưa? rồi đó là cách mà chúng ta sẽ lấy ra được cái số hóa đơn mới nhất thì mỗi lần chúng ta kích vào đây thì chúng ta sẽ lấy ra được số hóa đơn mới nhất như vậy thì chúng ta sẽ làm một cái sự kiện tại cái ô này luôn hay mỗi lần chúng ta kích vào ô này thì nó sẽ thực hiện một cái nó sẽ lấy hóa đơn mới nhất nó dán ra ra đây để nó chờ sẵn nó chờ chúng ta chọn đúng không? thì ở trong cái sheet hóa đơn này mình phải chuột mình chọn là view code để chúng ta viết thêm một cái sự kiện nữa các bạn chọn ở đây các bạn chọn cho mình cái sự kiện là select change select ở đây đó rồi Ừ, chúng ta cũng copy cái, cái cái, dòng này chúng ta dán xuống và ở đây mình mình cho cái sự kiện ở h 1 thì các bạn ở sửa ở đây là h 1 rồi là n if và mỗi lần mà chúng ta chọn select có nghĩa là chọn đó chúng ta kích vào đó, thì nó sẽ chạy một cái sub là lấy order lấy số order được chưa bây giờ chúng ta thử này giả sử như ở trong cái list này mình xóa hết đi đúng không rồi khi mình kích vào cái ô H1 này bấm vô đó thì các bạn thấy nó chạy rất nhanh và nó nó cho mình một cái list này để mình nó nó nó, chờ sẵn cho mình chọn đúng không? Đó. mình chọn hoặc là mình gõ vào cũng được nha các bạn chọn hoặc gõ vào cũng được chưa? Rồi công việc tiếp theo của mình làm đó là khi mà mình chọn một số đơn hoặc là mình gõ một số đơn này thì nó sẽ lót lại cái 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 dữ liệu cũ trong cái hóa đơn hàng của chúng ta này nó lót lại nó đưa vào bên đây để nó sẵn sàng cho chúng ta sửa hoặc là chúng ta in lại rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái súp đó cái súp đó cũng rất là à, vất vả đó ha các bạn cứ chuẩn bị tinh thần nha rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta vào cái module 2 này chúng ta viết một cái súp gọi là súp à, load lại hóa đơn lại hóa đơn bây giờ là đơn à, đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ dim đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ đi một cái biến chúng ta làm công ta công tác khai báo biến đem xích nguồn xích đất thì mình copy lên đây luôn cho lẹ này copy đó copy dán xuống mình thông minh đúng không mình copy mình khỏi gõ đêm y s s long à, a s long một số cái biến này xưa nữa mình sử dụng à, đêm cái gì nữa đêm uh, dk S long rồi mình khai, khai báo tạm thời như thế đi xíu nữa mình thiếu cái à, thiếu cái biến nào thì mình sẽ khai báo thêm Được, rồi tiếp tục xét xích nguồn xích đất thì mình copy lên đây luôn cho nó lẹ Dễ xuống xích nguồn xích nguồn là cái xích này cái xích, cái xích mà chúng ta lấy dữ liệu đó, gọi là xích nguồn nha các bạn thì xích nguồn nó là cái xích này chúng ta lấy dữ liệu từ bên đây qua mà đúng không xích nguồn nó xích này đúng rồi sheet đích nó là sheet hóa đơn này, chúng ta copy. Chúng ta dán ở đây. Đó, được chưa? Rồi. À, đầu tiên chúng ta sẽ chúng ta khai báo tiếp cái cái biến nữa là RR. Cái mảng, cái mảng dữ liệu đầu vào và mảng kết quả là mảng dữ liệu đầu ra. Đó. À, đầu tiên chúng ta là with sheet sheet nguồn chúng ta xử lý trên sheet nguồn trước Android rồi à, chúng ta tìm cái dòng cuối chúng ta tìm dòng cuối của cái, cái hóa đơn bán hàng này nè hiện tại dòng cuối tới 26 đúng không à, thì công thức tính dòng cuối thì cũng tương tự ha chúng ta copy cái này xuống chúng ta copy cái này dán xuống ra yeah. rồi chúng ta đưa cái rr bằng cái ren này cái ren của cái 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 bảng của chúng ta nè từ a4 cho tới m a4 2 chấm m và lr chấm và yeah. à, và khi mà mình à, mình đưa cái dữ liệu vào cái à, mạng nguồn thì mình sẽ kết hợp redeem cái mảng kết quả luôn một chu u bao của à, một chu bao của rr phải1 à, và phải một chu à, cái mảng đích của mình nó sẽ là bao nhiêu cột Nó gồm bao nhiêu cột đây Mã hàng, tên hàng, đơn người tính Bao nhiêu cột đây Nó là 7 cột đúng không 1, 2, 7 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ 4 Bằng 1, 2 U bao RR, 7, 1 Next i e. Công việc của mình á Là mình sẽ đi Mình sẽ chở i chạy từ trên xuống dưới từ trên xuống dưới như này này nếu mà à, nếu mà cái, cái 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 phần tử này nó trùng với cái số hóa đơn này thì chúng ta cấp nhặt chúng ta đưa vào mạng kết quả hiểu chưa đó thì à, chúng ta sẽ à, chúng ta ghi lại dk dk à, có nghĩa là cái biến điều kiện biến điều kiện nó sẽ là số hóa đơn biến điều kiện nó sẽ là cái số này này h 6 này, này đúng không H6. Bằng, à, h 6 bằng isis chấm range của à, H1 chứ đâu phải H6 H1 đây mà cơ số 6 đó H1 chấm value yeah. Dạ. nếu ở dưới đây chúng ta cho chạy vòng lập nếu r y 1 bằng DK tại sao nó là y 1 tại vì chúng ta gắn cái mảng cho cái cái bảng này nè đó gắn cho cái bảng này thì cái y1 là cái cột số 1 này và dòng số y Dòng số 1 là cái cái cột số 1 là cột số đơn các bạn hình dung không? Đó. Thì chúng ta sẽ ghi là chúng ta sẽ sẽ cho a chạy tăng lên một đơn về a bằng a cộng 1 và mảng kết quả a phẩy 1 bằng bằng cái gì? À, đầu tiên cái cái mảng kết quả này là cái mảng cái mảng này nè. Cái dữ liệu bán hàng này là có nghĩa là từ cột mã hàng cho đến cột ghi chú chúng ta có bảy cột. Hồi nãy chúng ta redeem lên đây là một bảy nè, các bạn thấy hình dung không? Thì cột số 1 nó sẽ là cột mã hàng Mà cái cột mã hàng Nó là cột thứ mấy trong cái cái bảng này Cái bảng này là RR này Đúng không? Thì nó là cái cột thứ thứ ba Đúng không? Như vậy thì ở đây mình sẽ ghi là RR Phải Y3 yeah. à, Tiếp tục Chúng ta copy xuống Chúng ta có 7 à, Có 7 cột cho nên chúng ta copy 7 dòng Được chưa? Và chúng ta okay, sửa đây 2 3, 4, 5, 6, 7 Nè, số cái này đi, dư Thì ở đây 3, 3 tương tự ở đây là 4 5, 6, 7, 8, 9 Đúng không? Nó từ cục 3 tới cục 9 đúng không? 3 này tới, tới 9 này Ok, được rồi Rồi, à, sau khi mà nó Nó lấy vào cái mạng kết quả xong rồi á Thì ở tại đây chúng ta sẽ đưa ra gọi là output. Các bạn nhớ ghi chú ở đây nha. Bây giờ, ghi chú đây là tên hàng. Đây là mã hàng. Đây là tên hàng. À, chứ các bạn ghi chú vào. Output là đưa, đưa cái đưa kết quả ra. Ra sheet hóa trước khi đưa ra sheet hóa đơn thì chúng ta cần phải xóa trắng sheet hóa đơn này đi là bằng cách là chúng ta xóa từ B12 cho đến H26 đúng không? With sheet xít uh, and with yeah. chấm range của A12 2.h26 chấm clear content ghi chú vào là xóa xóa trắng dữ liệu rồi sau đó chúng ta mới dán qua câu lệnh dán là A12 à, không phải A um, cột số thứ tự thì chúng ta vẫn để chúng ta chỉ xóa từ cục B thôi à, ở đây là cục B thôi đây B12 chấm chấm gì? À, resize resize của A dòng và bảy cột chấm value bằng mạng kết quả được chưa? Và nhiều không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nha. Bây giờ mình chạy thử cái súp này này, này ha. À, chúng ta để trả chuột trong cái cái súp này chúng ta bấm play trên nút play trên đây thôi. Bây giờ hiện tại nó chúng ta đang hỏi đơn số 6 đúng không chúng ta bấm play thì xem nha bấm play à lỗi lỗi chỗ này à, biến chưa được khai báo thì ở đây chúng ta thiếu cái biến lr rồi chúng ta khai báo thêm lr lo đó rồi chúng ta chạy thử xem nha bấm play đó các bạn thấy nó ra đúng không ok các bạn thấy nó ra đúng không Bây giờ mà xem chúng ta xem lại thử cái sản phẩm số 6 có bao nhiêu sản phẩm. Hiện tại mình có 2 đúng không? Mình kiểm tra bên đây. À số 6, đây có 2 sản phẩm. Giờ yeah, bây giờ mình thử số 4, số 4 có 4 sản phẩm này. Nhìn thử số số 4 xem sao nha. Nhập số 4 vô đây. Rồi, mình sẽ bấm play. Đó các bạn thấy nó ra 4 sản phẩm đúng không? Đó rất đơn giản. Đấy, thì chúng ta đã xử lý xong cái chỗ à, tên hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp là cái cái ngay này, cái khách hàng này, cái địa uh, điện thoại, địa chỉ ghi chú. Đó, chúng ta xử lý tiếp cái phần này luôn. Thì cái chỗ này đơn giản lắm. Nếu chỗ ngay thì chúng ta sẽ sử dụng là VLOOKUP thôi. VLOOKUP của cái này. Xong rồi vào trong cái bảng này luôn. Cái bảng này từ cột A cho tới cột M. Chúng ta bấm F4 lại. Rồi, chúng ta phải... Thì ngày ngay nó là cột số 2. Và cuối cùng là số 0 đó thì ra đúng không như vậy thì ở đây ở đây chúng ta xử lý tiếp xử lý tiếp thông tin ngày khách hàng này rồi à, chúng ta sẽ chấm uh, Width xích đích ở đây luôn chúng ta cái width chúng ta nằm trong này luôn ha chấm ren, chấm ren của ô của ô gì h2 chấm à, chỗ đây không chấm bằng luôn chúng ta copy công thức này xuống copy này chúng ta dán qua đây nè đó được chưa rồi tiếp tục à, c8 c8 là tên khách hàng chúng ta copy xuống ở đây mình còn bốn thông tin nữa cho nên copy bốn dòng đây là ngày các bạn ghi chú vào ha ngày Rồi, cái đây là tên khách hàng. Cái này là gì? Điện thoại. Đây là gì? Địa chỉ. Cái này là ghi chú, đúng không? Rồi. À tên khách hàng nó là ô o... à ngày là ô H2 rồi. Tên khách hàng là ô C8. Chúng ta sửa lại C8. À, điện thoại nó là G8. G8. À địa chỉ là C9 c9 và tương tự ghi chú là g9 à, công thức thì nhìn như nhau nó chỉ thay đổi cái số cột này thôi thì ngày nó là cột thứ hai tên khách hàng nó là cột bao nhiêu thì chúng ta kích vào đây tên khách hàng nó là cột số 10 đúng không 10 11 12 13 ok em sửa lại đây luôn 10 11 12 và 13 đó các bạn hiểu không rồi sau đó rồi, mình thử coi À, bây giờ giả sử mình reset đi, mình xóa cái này đi. Bây giờ mình nhập hóa đơn số 4 vào. Sau đó mình vào cái sub này, mình bấm play. Đó, các bạn thấy nó ra không? Tên khách hàng 2 này, quận 2 này, để chị điện thoại. Ok, rất là ok ha, ngon lành luôn. À, nhưng mà làm sao để khi mình nhập vào cái ô này à, thì nó mới khi mình nhập số hóa à, đơn vào đây? nếu mà có thì nó nó lót ra cho mình luôn còn nếu không thì nó số trắng đúng không nếu có thì nó lót ra còn nếu không thì nó số trắng đó thì chúng ta sẽ tương tự chúng ta sẽ viết sự kiện ở chỗ này đúng không thì ở đây chúng ta sẽ view này view code này chúng ta viết thêm một sự kiện nữa là chain đây chúng ta viết thêm một cái sự kiện chain ở cái chỗ uh, uh, cái ô uh, ở chỗ ô h 4 này thì uh, ở đây chúng ta có sự kiện chain, word trên này rồi chúng ta cơ chỉ cần copy cái này ra thôi rồi chúng ta dán ra và ở đây chúng ta đang trên ô h1 cho nên chúng ta sửa lại ở đây là h1 Đấy, nếu như mà uh, đây chúng ta ghi là nếu nếu thêm một lần nữa nếu nếu mà có có nghĩa là nếu mà cái, cái hóa đơn này đã có ngay chỗ OP2 này uh, thì nó mới mới lót ra những cái sản phẩm này còn nếu không thì nó không lót đúng không đó, thì chúng ta ghi là nếu ren của B2 mà lớn hơn không đen and if thì nó mới mà nó mới mới lót cái hóa đơn thì ở đây là chị chúng ta ghi là cái sub là lót lại hóa đơn. Được chưa? Này cái kiểu như nó tự động á. Bây giờ mình nhập thử này, hóa đơn số 1. Enter. Hóa đơn số 1. Để mình xem. à nó nó ra này là lý do tại sao lý do là ở đây mình đã có đánh số thứ tự này cho nên mình ghi số 1 nó không ra <laughs> giờ mình sẽ giả sử số 2 thử xem nha hội đơn số 6 đi mình chọn hội số 6 xem sao số 6 đó các bạn thấy không mình nhập hội đơn số 6 nó hiện ra đâu giờ số 2 coi enter đó các bạn thấy nó, nó đã, đã chạy rồi đúng không giờ số 4 coi số 4 số 4 thì vẫn bao nhiêu sản phẩm này giờ số 8 coi enter đó các bạn thấy ok không? mình nhập mình mình nhập cái hóa đơn nào thì nó sẽ uh, nó sẽ lót lại. Tuy nhiên thì để nó chuyên nghiệp hơn thì uh, sau khi nó lót xong thì nó hiện ra một bản thông báo cho người dùng biết. Thì uh, ở đây mình sẽ thêm một cái dòng code ở cái cái shop lót lại hóa đơn này mà các bạn phải chuột chọn defi để nó vào cái cái shop đó và ở đây mình sẽ cho nó một cái message là đã lót lại hóa đơn. Rồi, mình cho nó một cái là VB information. Rồi. Bây giờ mình chờ số 6 bấm enter này. Đó, nó ghi là đã lót lại hóa đơn đúng không? Số 8. Enter. Ok, như vậy là chuẩn rồi, bây giờ mình lưu lại cái đã ha. Sau khi nó lót xong thì chúng ta cần phải có một cái nút in ở đây. Thì nút in thì chúng ta đã viết rồi đúng không? Chúng ta tìm lại cái cái nút in ở đó cái nút in đây in hóa đơn này in nó đơn này và chúng ta copy cái 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 nút này ra à, chúng ta dán gán lại cái nút in này à, chúng ta chúng ta ghi là in lại hóa đơn in lại in lại hóa đơn đó rồi các bạn có thể cho một cái màu khác được ha thì bấm vô đây là in thôi rồi như vậy thì khi mà mình lót lại hóa đơn đó, mình bấm lưu và in một lần nữa thì sao thì có được hay không? Bấm lưu và in thì uh, tại tại vì cái này hồi nãy mình đã làm rồi đó những cái hóa đơn này mình lót lại thì nó đã có thì nó không cho in đó không cho in đó. Được chưa? Như vậy thì uh, một cái hóa đơn mà chúng ta lót lại sau đó chúng ta in lại à, còn ví dụ bây giờ chúng ta sẽ làm một cái tiếp nữa là chúng ta sửa cái hóa đơn trong này chúng ta sửa lại và chúng ta lưu và in nhưng mà ở đây cái nút lưu in này là chúng ta nó không hoạt động bởi vì cái hóa đơn này nãy chúng ta viết đó, là nó cái hóa đơn này đã có thì nó không hoạt động cho nên chúng ta cần phải viết một cái cái, cái 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 nút nữa đó là lưu cập nhật lưu cập nhật có nghĩa là chúng ta sửa rồi chúng ta lưu vào á thì những cái ví dụ như cái hóa đơn số 8 này chúng ta sửa xong rồi chúng ta lưu thì nó sẽ xóa những cái hóa đơn trong này đi và nó sẽ lưu cập nhật cái hóa đơn mà chúng ta vừa sửa vào như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút nữa gọi là cái nút lưu cập nhật lưu cập nhật hoặc là lưu sau sửa chẳng hạn lưu cập nhật này ra lưu cập nhật rồi lưu cập nhật thì bây giờ thì chúng ta sẽ viết cái uh cái súp cho cái lưu cập nhật này. thật ra cái lưu cập nhật thì nó cũng giống như cái lưu và in. À, tuy nhiên nó kèm theo một cái bước nữa đó là xóa cái hóa đơn đã có trong cái sheet tổng hợp bán hàng của chúng ta. thì giống thôi. À, bây giờ mình phải chuột mình chọn Excel SI Macro à, và mình copy cái à, và chúng ta sẽ copy cái cái cái, cái mà lưu hóa đơn không in này chúng ta copy. Rồi bây giờ tạm thời chúng ta chuyển qua cái subha module 2 đi ha, chúng ta viết luôn. Chúng ta dán ra và chúng ta sửa lại cái tên là lưu cập nhật. Lưu cập nhật. Được chưa? À, rồi. À, chúng ta sẽ sửa lại cái code lưu cập nhật này, nếu range b2 lớn hơn 0. À, thì khi mà lưu cập nhật thì chắc chắn cái hóa đơn nó sẽ đã đã có cho nên nếu mà cái hóa đơn đấy chưa có thì chúng ta không thể lưu cập nhật được như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại có là nếu mà OB2 mà bằng không bằng không thì thì chúng ta sẽ hiển thị một thông báo như thế nào chúng ta hiển thị một thông báo là message à, là hóa đơn hóa đơn chưa có chưa tồn tại hóa đơn không tồn tại phải à, chấm than nếu và đi đóng nhân kép lại và vb new line chúng ta xuống dòng đó đúng không rồi và rồi. nếu bạn tạo mới nếu tại bạn nếu nếu là hóa đơn mới hãy chọn lưu và in hoặc Lưu không, in. Đó, lưu không in, lưu không in, lưu về in là lưu không in. đã mình hướng dẫn cho người dùng họ à, họ, 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 họ chọn nút ha. rồi ở đây là excup luôn, excup đã. rồi tiếp theo thì nó cũng sẽ có kiểm tra dòng này là kiểm tra đã đã nhập hàng hóa hay chưa, cái này là đại nhập số đơn thì giống nhau ha. À, đây là ngày xuất kho, rồi À, cái chỗ mà xác nhận lưu này á thì chúng ta sẽ đưa vào à, chúng ta đưa vào cái cái dòng đầu tiên, nghĩa là xác nhận đầu tiên. Đây. Chúng ta đưa lên trên cùng đây. À, và nó sẽ xác nhận lưu cập nhật hóa đơn. Ở đây nó là lưu cập nhật hóa đơn này nha. Rồi. Bằng yes thì nó mới chạy cái này. À, và cái lệnh này thì nó giống như cái lệnh ở trên thôi ha. kia à, giống như cái lệnh mà chúng ta lưu không in đó, đúng không? Đấy, nó vẫn là những cái thao tác này. Thêm khách hàng mới lưu vào sheet, uh, sheet này rồi sắp xếp. À uh, thêm nữa là trước khi mà nó lưu á thì nó sẽ xóa cái hóa đơn cũ đi, nha các bạn. Trước khi lưu thì nó sẽ xóa hóa đơn cũ đi. Như vậy thì trừ từ từ cái bước này này, từ cái bước mà chúng ta đi này này, đó, từ cái bước này này, nó nó lưu thì trước khi lưu này thì chúng ta sẽ cho nó xóa cái hóa đơn cũ trong cái bảng tổng hợp đi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái bước ở đây là xóa hóa đơn cũ này yeah. nha xóa đơn cũ rồi bây giờ xóa đơn cũ thì ở đây trong cái bảng của mình thì trong cái bảng tổng hợp bán hàng này này nếu mà nó bằng cái hóa đơn này giả sử như bây giờ ở đây mình chọn hóa đơn số 8 đúng không bấm enter đó thì thì khi mình lưu cập nhật á thì cái hóa đơn số 8 ở trong cái sheet tổng hợp bán hàng này nó sẽ nó phải xóa đi trước rồi đã rồi nó mới lưu đúng không như vậy thì à, cái thao tác xóa đơn thì chúng ta sẽ viết code như sau chúng ta đêm ở trên đây chúng ta đi một cái biến nữa đêm biến là dks string và chúng ta gắn dk bằng range của của cái cái h 1 này h1 chấm value chúng ta là gán biến điều kiện là số hóa đơn rồi sau đó chúng ta sẽ cho một cái vòng lập à, chúng ta tìm cái dòng cuối của cái tổng hợp bán hàng này để chúng ta đi một cái vòng lập từ vòng trên xuống dưới à, chúng ta xét thử xem những cái giá trị nào trong cục A mà nó bằng cái cái số đơn thì chúng ta sẽ xóa nó đi nha như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho là for y à, chúng ta tìm dòng cuối đã ha with sheet sheet Envid Rồi Chúng ta là tìm dòng cuối này Rồi tìm dòng cuối là sẽ bằng là cục à, LR bằng à, Mình à, copy cái mã này cho nó nhanh ha Cái công thức thì nó vẫn vậy thôi Cái lệnh thì vẫn vậy thôi ha Rồi xong rồi mình for Y bằng 1, 2, LR Next Y Rồi, À, chúng ta sẽ cho nếu mà cái 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 cột A này này, AI, cột A dòng Y mà nó bằng cái DK, bằng cái điều kiện này này thì chúng ta sẽ xóa cái dòng đó đi. Như vậy thì ở đây nếu nếu mà chấm range nếu chấm range của A và dòng dòng Y mà bằng bằng DK đen. And if. Rồi thì chúng ta sẽ xóa so cái cái dòng này đi bằng cách là ren của a và y chấm enter rau chấm delete đó chúng ta sẽ so xóa như thế này nhưng mà trong quá trình chạy chạy vòng lặp như thế này á thì Excel của chúng ta khi mỗi lần xóa so như này thì Excel nó sẽ tính toán lại cho nên để mà đảm bảo cái trang tính của chúng ta khi mà xóa nó nhẹ thì chúng ta thêm một cái lệnh nữa đó là application calculation chúng ta dừng toán lại Conculation Bạn Manual và ở cuối ở đây Sau này chúng ta sẽ cho nó là Automatic à, Có thể là bây giờ các bạn dữ liệu của mình ít thì khi mình xóa thì nó sẽ không có thấy cái sự à, Không mình không thấy chậm nhưng mà Sau này dữ liệu lên cả 10.000 dòng thì khi mà chúng ta xóa Thì nó sẽ chậm nếu mà chúng ta không không để cái lệnh ngưng tính toán này nha đó thì đây là số hóa đơn số những dòng hóa đơn đã tồn tại những dòng hóa đơn đã tồn tại đó sau khi số xó, xóa xóa xong thì chúng ta bắt đầu chúng ta lưu này thì cái, từ cái bước này là từ cái bước lưu rồi bây chưa các bạn nhiều không đó rồi bây giờ chúng ta thử xem nha này, giả sử bây giờ mình sẽ xóa hóa đơn hóa đơn thứ tám ở đây hội đơn 8 này, mình sẽ lưu cập nhật. Giả sử bây giờ mình lưu cập nhật thì mình thêm một sản phẩm nữa đi. Hiện tại nó đã có hai sản phẩm đúng không? Mình thêm một sản phẩm nữa. Ở đây mình cho nó là 30 đi. Rồi, mình sẽ bấm lưu cập nhật. Nhưng mà trước khi lưu cập nhật thì mình sẽ làm gì? Mình mình gán cái macro này vô là lưu. Lưu hóa đơn cập nhật này, mình gán vào, nhớ gán ha. Rồi bấm lưu. Thì nó sẽ hỏi là xác nhận lưu cập nhật hóa đơn. Chúng ta bấm yes. Rồi đã xong. Rồi bây giờ chúng ta xem chuyển qua cái sheet tổng hợp bán hàng này chúng ta xem thôi nha. Đó thì các bạn thấy là nó Xóa hơn cái hóa đơn cũ đi. Nhưng mà các bạn thấy một điều là nó bị bị sót nó thôi nó, nó, nó sót bị sót. Hồi nãy là chúng ta là chỉ có 10, 20, 30 thôi. Nhưng mà nó sót bị sót này, các bạn thấy không? Hồi nãy hóa đơn mới của mình có 3 dòng nhưng mà bây giờ lưu thành 4 dòng. Cho nên là khi mà cái lệnh xóa số hóa đơn số dòng á, thì các bạn lưu ý cho mình một cái điều như sau các bạn lưu ý đây cái chỗ mà cái lệnh số hóa đơn này này số đơn này này thì à, mình cho cái vòng lập đó không phải là từ 1 tới lr mà mình sẽ cho ngược lại là bằng lr to một step step trừ một chưa đó như vậy thì cái số hóa đơn mình nó sẽ xóa không bị sốt hiện tại thì nó bị sót rồi nè đây nó bị sót cái dòng này các bạn hình dung không như vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại chúng ta vào đây chúng ta nhập số hóa đơn thứ 8 đó bây giờ giả sử mình xóa một dòng đi mình xóa hai dòng bây giờ mình lưu cập nhật lại nha lưu cập nhật thử xem thử từ bốn dòng nó có chuyển nó hai dòng hay không bấm lưu cập nhật lại bấm yes ok rồi chúng ta xem tổng hợp bán hàng này à các bạn thấy là ở đây nó bị báo lỗi na lý do tại sao bây giờ mình sẽ giả sử như ở đây mình cho nó số 7 này số 7 enter giờ bấm lưu cập nhật thì mình sẽ kiểm tra lại cái cái lưu cập nhật này cái lỗi nó nằm ở chỗ nào mình phát hiện được cái lỗi nó nằm ở chỗ đây à, có nghĩa là à, cái này là khi mà mình xóa này à, mình xóa hết cái hóa đơn này mình xóa cái hóa đơn này thì à, suy ra thì cái số hóa đơn ở trên cái bản tính của chúng ta nó không còn nữa cho nên khi mà nó đưa vào mạng này, này, Đến cái bước đưa vào mạng á Thì những cái này nó không còn dữ liệu Cho nên nó báo lỗi nó a à, Như vậy thì à, nhất quyết thì chúng ta phải Đưa cái 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 bục là xóa đơn cũ này Chúng ta đưa cái số đơn cũ này Chúng ta đưa trước khi mà Trước khi mà Trước khi cái, cái, cái bước mà chúng ta lưu vào sĩ tổng hợp này nha Chúng ta đưa vào mạng hết trước khi mà đưa vào sĩ tổng hợp này Chúng ta dán vào ở đây chúng ta thay đổi cái, cái cái trình tự làm việc của cái code của mình một xíu có nghĩa là sau khi chúng ta đưa kết quả vào mảng đâu vào đó xong rồi xong là chúng ta mới xóa cái hóa đơn cũ này sau đó chúng ta làm một bước cuối cùng là chúng ta dán vào cái tổng hợp như vậy thì nó sẽ không có bị lỗi cái chỗ này không bị chọn bị lỗi chỗ này được chưa? như vậy thì ở đây mình giả sử mình xóa hóa đơn thứ 8 đi bây giờ mình sẽ cập nhật lại hóa đơn số, số 6 chẳng hạn nha rồi mình sẽ bấm số 6 ở đây bấm enter đó đã cập nhật khỏi đơn rồi bây giờ giả sử mình thêm một cái dòng nữa đi là cho nó bay dòng 30 đúng không rồi chúng ta lưu cập nhật chúng ta bấm yes xong rồi chúng ta qua bên đây chúng ta kiểm tra đó thì các bạn thấy là cái dữ liệu chúng ta chạy đúng ha số 6 nó vẫn bay dòng này nó sẽ nó đã xóa hai cái dòng cũ kia rồi và nó lưu vào cái số 6 là bay dòng hóa đơn sau là nó cập nhật chúng ta bay dòng đó Đấy chưa? như vậy thì cái nút mà lưu cập nhật của chúng ta đã thành công à, các bạn hình dung không rồi như vậy thì xong rồi chúng ta đã đã viết được xong cái cái bước là hóa đơn lưu cập nhật lưu cập nhật hóa đơn bây giờ chúng ta cần phải tinh chỉnh lại một xíu của cái hóa đơn của mình một xíu này à, ở đây giả sử mình nhập số 6 hóa đơn số 6 ở đây ở enter thì khi mà số 6 á, thì các bạn thấy là trong cái, cái hóa đơn của mình là cái công thức ở đây này cái công thức ở đây nó bị bị mất đi cho nên khi mình nhập ví dụ mình thay đổi số lượng ở đây thì thành tựu nó không nhảy giả sử như ở đây mình thay một hoặc là đơn giá thì ở đây nó không nhảy đó cho nên là chúng ta phải thêm một cái sự kiện khi mà chúng ta thay đổi hai cái cột này thì cái cột này nó sẽ thay đổi theo nó nó sẽ có công thức tính ở đây nha thì vậy ở đây mình sẽ viết sự kiện trong sheet à, bằng cách mình phải chuột vào sheet hóa đơn và mình chọn là view code và trong cái mục chen này á trong mục chen này chúng ta copy cái này chúng ta copy cái cái đây là cái chen là thay đổi cái này là thay đổi cột mã hàng và bây giờ chúng ta thêm một cái nữa là thay đổi cột tên à, thay đổi cột số lượng thay đổi cột số lượng thì cột số lượng nó nằm ở cột à, cột e đúng không ở đây e nè và ở đây mình sẽ cho nó target từ cột e À, cho tới cột g là nó là um, target trong offset là hai đi qua hai cột nó sẽ bằng là erc trừ hai nhân trừ một đúng rồi ha tiếp tục chúng ta sẽ thay đổi tiếp à, chúng ta thêm tiếp là chúng ta thay đổi cột đơn giá là cột f cột f thì tương tự nó di chuyển qua một cột thì chúng ta sửa lại số 1 đây à, là thay đổi cột đơn giá đó cho nên là giả sử như mình lấy trích xuất ra một hóa đơn mà trong đây công thức nó bị nó không, nó không chạy thì chúng ta chỉ cần nhập lại số lượng số 2 thôi đó thì các bạn thấy là tự động hiện công thức ở đây các bạn thấy không rất hay rồi ok à, bây giờ còn một cái nút nữa à, cái nút này gọi là nút xóa hóa đơn chúng ta in lại rồi đúng không chúng ta load lại hóa đơn chúng ta in lại chúng ta lưu cập nhật rồi nhưng bây giờ chúng ta muốn xóa một cái hóa đơn này đó thì chúng ta sẽ copy cái này ra chúng ta tạo một cái nút nữa là gọi là xóa order đó rồi à, bây giờ mình chỉnh lại cái nút cái thứ tự nút này cho nó hợp lý một xíu chúng ta cho ba cái nút này chúng ta chuyển sang bên bên này và ba cái nút này đó giờ rồi chúng ta chịu cái này hai cái phần khác nhau cái này là lưu in lưu không in reset và ba cái này là nó được gọi là cập nhật hóa đơn đó cái số hóa đơn này mình cho một cái màu khác màu giống như cái phần màu reset này, này. Đó. để cho mọi người chú ý rồi số hóa đơn thì số hóa đơn đơn giản thôi số đơn thì nó nó, nó sẽ gì à, khi mà chúng ta lót lại hóa đơn số 6 chúng ta lót lại hóa đơn số 6 đúng không thì uh, khi mà chúng ta bấm xóa hóa đơn á thì cái số hóa đơn này nó nó sẽ xóa khỏi cái cái sheet cái sheet này, dạ yeah. khỏi cái sheet tổng hợp này thì cái số đơn thì đơn giản hồi nãy chúng ta đã làm rồi chúng ta đã làm trong cái uh, cái chỗ mà lưu cập nhật rồi đúng không? thì bây giờ chúng ta sẽ mở cửa sổ VBA lên và chúng ta có một cái chúng ta lấy lại cái có số hóa đơn ở đây, đây, số đơn cũ này rồi chúng ta sang một cái sub mới gọi là xóa hóa đơn. để chúng ta dán vào. Đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cái dim một cái biến is long dk string. Rồi lr Nhưng mà trước khi xóa thì chúng ta sẽ có một cái hỏi gọi là nếu if msg box và mình gọi là xác nhận xóa hóa đơn. chấm hỏi đóng như kép lại vb yes no nếu mà người dùng chọn yes bằng vb yes thì chúng ta mới xử lý cái phần mà xóa đơn này sai chữ đen này đen anh em rồi chúng ta lui cái này vào cho nó đẹp ha à cho đây chúng ta thiếu đóng ngọt này nếu mà người giờ dùng chọn này á, thì chúng ta mới xóa ở đây được không rồi à, bây giờ chúng ta sẽ thử xóa một cái hóa đơn nào đó đi cho hạn giả sử như chúng ta xóa thứ một chúng ta bấm số 1 ở đây cho mà enter thì nó nói là số hóa đơn số 1 và mình nhớ gán cái cái sub này vào trong cái nút này còn V này dán ra ok rồi chúng ta xóa à cái xích đích này thì chúng ta chưa có à, chưa có khai báo như vậy thì chúng ta quyết cái xích này luôn khỏi khai báo sẽ đích luôn chúng ta đây tổng tổng hợp bán hàng này chúng ta copy chúng ta dán như đây rồi ok với cái sheet này luôn ha rồi mình xóa thử nha số 1 bấm xóa hóa đơn xác nhận số đó bấm yes xong đây à, sau khi xóa xong á thì các bạn thấy là trong cái tổng hợp bán hàng này á nó đã xóa mất hóa đơn số 1 rồi thì khi mà xóa xong hóa đơn thì chúng ta sẽ kết hợp reset cái 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 chỗ cái cái hóa đơn này thành trống luôn nha. Thì như vậy chúng ta thêm chúng ta thêm ở đây là gì? Chúng ta thêm cái 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 reset này nè, đó. Chúng ta copy cái 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 sub reset này, cái đơn hiện tại này, chúng ta dán xuống đây. Dạ. Yeah. Rồi, ok như vậy là xong. Chúng ta thử là chúng ta thử xóa cái hóa đơn xem hóa đơn số 2 chúng ta nhập số hóa đơn số 2 ở đây số 2 rồi ở đây số hóa đơn thứ hai bốn dòng đúng không 1 2 3 4 đúng rồi thì chúng ta xóa thử xóa à sau sau khi xóa xong thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là Facebook là đã xóa xong đi ha cho mình biết phải VB information rồi chúng ta xóa này yes ok tuyệt vời rồi các bạn thấy số đơn số hai nó đã xóa đúng không rồi ok như vậy thì tới cái bước này thì cơ bản mình đã tạo được một cái hóa đơn đầy đủ các chức năng gồm có lưu và in lưu không in in lại hóa đơn lưu cập nhật và số hóa đơn đó thì nó ra một cái bảng tổng hợp này thì cái đây là hóa đơn bán hàng đây là hóa đơn bán hàng còn ví dụ nếu mà các bạn nếu mà các bạn làm hóa đơn nhập hàng thì cũng tương tự nha thường uh, cửa hàng của mình thì có bán hàng và nhập hàng thì trong cái video này trong thời lượng cho phép thì mình chỉ uh, hướng dẫn cho các bạn tạo cái hóa đơn bán hàng thôi còn hóa đơn nhập hàng thì các bạn cũng làm tương tự như vậy thì khi mà mình làm hóa đơn nhập hàng thì chúng ta sẽ có một cái bản tổng hợp nhập hàng thôi nhập hàng thì từ cái bản tổng hợp bán hàng này nè Kết hợp với cái bản tổng hợp nhập hàng thì chúng ta dễ dàng à, có thể tạo ra được một cái bảng nhập xuất tồn dựa vào cái số lượng nhập và số lượng xuất của cái hai cái bảng này. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết cái cách mà chúng ta tạo được một cái bản nhập xuất tồn á, thì các bạn có thể tham khảo một cái video mà mình đã có up trên Youtube à, Tìm Học Đông Phương. Đó là cái file mà hướng dẫn tạo file nhập xuất tồn. Thì các bạn lướt qua tới cái phần mà tạo công thức đó tạo công thức để chúng ta có thể tạo được cái nhập xuất tồn ở trong cái 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 sheet mà list hàng này luôn nha ở sheet list, list hàng này còn nếu ví dụ các bạn chưa biết làm nữa thì trong tương lai nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, tạo được một cái bảng nhập xuất tồn dựa vào cái bảng tổng hợp bán hàng này nha à, và mình muốn nói với các bạn một vài điều rằng là khi mà chúng ta tạo ra một cái ứng dụng để chúng ta áp dụng vào công việc á thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian chứ không phải là một số một chiều cho nên là khi mình làm thì mình cần phải bỏ nhiều thời gian ra để mình chăm chút à, mình viết xong mình viết mình chạy thử chạy thử nếu lỗi thì mình sẽ chỉnh sửa và nâng cấp như thế thì theo thời gian cái phần mềm nên mình nó sẽ chuyên nghiệp à, trong phạm vi video này thì cũng đã dài cho nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn một số cái đoạn code cơ bản để mình có thể tạo ra được cái hóa đơn cơ bản thôi còn ví dụ các bạn Muốn chuyên nghiệp hơn nữa thì các bạn cần phải học hỏi thêm. Còn nếu trong trường hợp ví dụ các bạn không có thời gian để tạo ra một phần mềm cho mình thì các bạn có thể liên hệ với trung tâm Tin học Đông Phương. Bên mình có rất là nhiều phần mềm chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của các bạn. Các bạn hãy liên hệ với số điện thoại ở bên dưới nha. Một lần nữa Phương xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những video tiếp theo nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.